Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 74. Thứ hai, mượn lời nói của Mạnh Trường Thanh, nếu có thể mời trận ma Dương Vấn Thiên tới thì chẳng những có thể sửa chữa đại trận truyền tống để lại đường lui cho mọi người, mà đến lúc đó còn có thể bắt tay với Dương Vấn Thiên bày trận. Mạnh Trường Thanh am hiểu trận pháp tấn công, Dương Vấn Thiên am hiểu trận pháp truyền tống thuộc mặt phòng thủ. Một tấn công một phòng thủ, hai người hợp tác có thể bố trí một đại trận mới hoàn thiện và mạnh mẽ cho Vân Môn. Đã là nền móng của tông môn thì tuyệt đối không được qua loa. Lời nói của Mạnh Trường Thanh được mọi người tán thành, cho rằng đúng là hiện tại có thể bày trận nhưng không biết sẽ gây chấn động như thế nào, ngược lại còn lãng phí thời gian và linh thạch. Dứt khoát đi mời trấn ma Dương Vấn Thiên rồi bảo lão ta hợp tác với trận tiên Mạnh Trường Thanh bày một đại trận, dù sao đây cũng là nền móng của tông môn. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Trong khoảng thời gian ngắn ở khu vực cấm phía Nam sẽ không có ai biết tin ba đại yêu tu đã rời đi, mà nội bộ Vân Môn thì chỉ cần quản lý tốt đệ tử môn khách, thế thì như Mạnh Trường Thanh đã nói, ít nhất là trong giam 3 năm vẫn an toàn. Vì vậy hắn quyết định sẽ đi cùng Mạnh Trường Thanh đến nhà họ Dương ở phía Nam hang ổ thổ phỉ, mời trận ma Dương Vấn Thiên tới đây. Mạnh Trường Thanh nói ông ta và trận ma Dương Vấn Thiên là bạn bè, mà Dương Vấn Thiên còn nợ ơn ông ta, chắc là có thể mời được. Đại trận truyền tống liên quan đến vấn đề đường lui của mọi người, Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, phải sửa chữa ngay. Nhất định phải tìm Dương Vấn Thiên. Sau khi định đoạt chuyện này, Dương Bách Xuyên quyết định đặt tên cho khu vực cấm phía Nam. Cứ gọi là khu vực cấm phía Nam mãi cũng không tiện, lại còn không thuận miệng. Hơn nữa, hiện tại Vân Môn muốn cắm rễ ở đây, có một cái tên thì sau này cũng tiện làm việc. Bởi vì đại điện Vân Môn được xây dựng trên núi Tiểu Giao Trì, cho nên Dương Bách Xuyên tuyên bố sau này trong tông môn sẽ không gọi là khu vực cấm phía Nam nữa, mà gọi là núi Giao Trì. Sáng sớm hôm sau, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh cùng lên đường. Vốn dĩ Hạ Lộ lo lắng muốn đi theo, nhưng Dương Bách Xuyên càng lo lắng cho mọi người Vân Môn hơn, vì vậy bảo nàng ở lại trấn giữ. Hiện tại cả núi Giao Trì chỉ một mình Hạ Lộ có tu vi cảnh giới xuất khiếu. Cũng nhờ uy danh của khu vực cấm phía Nam, nếu không phóng mắt nhìn toàn châu Tây Sơn, một cảnh giới xuất khiếu cũng quá đơn bạc rồi. Những người khác càng không cần nhắc tới, cảnh giới Nguyên Anh cũng chẳng có mấy người. Ngoài ra Dương Bách Xuyên còn để hai con hỏa vân khuyển ở lại giữ nhà, cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi. Mặc dù nhờ có uy danh của ba đại yêu tu nhóm sư phụ Giao Long của Hạ Lộ nên trong khoảng thời gian ngắn khu vực cấm phía Nam, hay nói là núi Giao Trì sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có Hạ Lộ và hai con hỏa vân khuyển cảnh giới xuất khiếu cũng coi như có cao thủ trấn giữ. Khi đi, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đi bộ. Mấy người phụ nữ và tất cả đệ tử Vân Môn đều biết hắn muốn bảo vệ sự an nguy của mọi người nên mới không dẫn theo tòa kỵ hỏa vân khuyển. Cũng chính hành động này của Dương Bách Xuyên đã kích thích quyết tâm tu luyện của mọi người. Ai ai cũng chăm chỉ tu luyện hơn trước với hy vọng sớm ngày san sẻ gánh nặng giúp môn chủ, ít nhất là không gây trở ngại. Lần này Ngô Mặc Thu cũng muốn đi, nhưng Dương Bách Xuyên không đồng ý. Dù sao tu vi của Ngô Mặc Thu hơi yếu, để nàng ở lại tu luyện thì thích hợp hơn. Bản thân Ngô Mặc Thu cũng biết mình không giúp được gì cho tiên sinh, bây giờ nàng trở thành gánh nặng rồi. Ngô Mặc Thu đứng trên cồn cắt nhìn theo Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh rời đi. Quyết tâm nói, tiên sinh yên tâm, khi ngài trở về Thu Nhi nhất định đột phá, không gây cản trở cho tiên sinh. Sau một ngày một đêm bôn ba trong sa mạc vô cùng vô tận, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đã đến địa giới phía nam hang ổ thổ phỉ kéo dài 9 vạn dặm. Dương Bách Xuyên nhìn sa mạc mênh mông, hỏi Mạnh Trường Thanh, lão Mạnh, ông có tìm được vị trí của nhà họ Dương không? Mạnh Trường Thanh khẳng định, môn chủ, vị trí đại khái là ở khu vực này. Hồi xưa Dương Vấn Thiên từng nói với ta cát ở chỗ nhà họ Dương bọn họ có màu đỏ, chúng ta chỉ cần tìm được chỗ cát đỏ là có thể gõ cổng nhà họ Dương. Chỉ mong Dương Vấn Thiên không lừa ông, sao ta lại cảm thấy càng đi càng hoang vắng, còn chả thấy tên thổ phỉ nào. Theo lý thì địa giới hang ổ thổ phỉ 9 vạn dặm này có không ít thổ phỉ mới đúng chứ. Dương Bách Xuyên nghi ngờ. Mạnh Trường Thanh trầm ngâm, môn chủ không biết rồi. Tuy nói là địa giới hang ổ thổ phỉ kéo dài 9 vạn dặm, nhưng bốn phía đông tây nam bắc đều có thế lực hàng đầu hang ổ thổ phỉ chiếm cứ. Địa bàn của các thế lực thổ phỉ nhỏ nhiều nhất chỉ 4 vạn dặm là cùng,
năm vạn dặm còn lại đều bị các thế lực hàng đầu như nhà họ Dương chiếm cứ, có rất ít người dám xông bừa. Thì ra là thế, vậy chúng ta đi tiếp thôi. Ồ, sao bầu trời bên kia lại màu đỏ? Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân trời cách đó hơn mấy nghìn mét. Có lẽ chúng ta tìm thấy rồi. Mạnh Trường Thanh nhìn phía chân trời đỏ rực cách hơn nghìn mét. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra ánh đỏ nơi chân trời rất có thể là bóng đổ của sa mạc. Quả nhiên khi hai người chạy tới thì trông thấy cát đỏ mênh mông không nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là vị trí cửa vào phía nam hang ổ thổ phỉ mà Mạnh Trường Thanh đã nói. Nhưng ông ta cũng chỉ biết vị trí cánh cửa nhà người ta thôi, cánh cửa chân chính ở đâu thì không rõ. Mạnh Trường Thanh nói vị trí của nhà họ Dương được trận ma Dương Vấn Thiên dùng lồng trận pháp trùm lên. Dương Vấn Thiên am hiểu trận pháp truyền tống, khó nói vị trí thật sự của nhà họ Dương ở đâu. Nhưng Mạnh Trường Thanh chắc chắn là có. Lão Mạnh, tiếp theo phải nhờ ông rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Mạnh Trường Thanh và nói. Môn chủ chờ chút. Mạnh Trường Thanh vừa nói vừa lấy ra một miếng ngọc phù, sau đó kích hoạt chân khí trong ngọc phù. Một giây sau, ngọc phù trong tay ông ta phóng ra một cột sáng rồi chui vào trong cát đỏ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy cát đỏ bắt đầu chuyển động, nhìn giống như trong cát đỏ xuất hiện một con chuột. Lúc này, Mạnh Trường Thanh lên tiếng, đi thôi môn chủ, chúng ta đi theo linh khí ngọc phù là đến cổng nhà họ Dương. Dương Bách Xuyên gật đầu, đi theo phía sau Mạnh Trường Thanh. Hai người đi theo linh khí. Sau khi đi khoảng 5-6 nghìn mét, linh khí trong cát đỏ biến mất, hai người cũng dừng lại. Dương Bách Xuyên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ vẫn ở trong cát đỏ, xung quanh không có gì thay đổi, ngay cả cồn cát cũng không có. Chỉ có điều nơi này bằng phẳng hơn nhiều, giống như một quảng trường rộng rãi. Lão Mạnh, liệu có nhầm không? Chẳng có gì thay đổi cả. Dương Bách Xuyên không kìm được hỏi. Mạnh Trường Thanh mỉm cười giải thích, có lẽ môn chủ không biết Dương Vấn Thiên là trận ma, tất nhiên có trận pháp tồn tại. Trước đây, khi hắn đưa ngọc phù cho ta đã nói là linh khí trong ngọc phù sẽ dẫn đường đến cổng nhà họ Dương. Môn chủ yên tâm, ta đến nhà thăm hỏi, chắc là Dương Vấn Thiên sẽ không chặn ta ngoài cửa đâu. Được được được, ông thử đi, ta chẳng cảm nhận được trận pháp tồn tại. Nếu chỗ này thật sự là cổng nhà họ Dương, vậy thì trình độ trận pháp của Dương Vấn Thiên quả là cao minh. Dương Bách Xuyên nhếch miệng đáp. Mạnh Trường Thanh khổ sở nói, năm đó chúng ta ở di tích trận pháp thượng cổ, mặc dù Dương Vấn Thiên cũng bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng tới tu vi. Tính đến giờ đã nghìn năm không gặp, trình độ trận pháp của Dương Vấn Thiên đã vượt trên ta mấy tầng rồi. Trận pháp do hắn bố trí không để lại dấu vết cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, hẳn là tu vi của hắn đã bước vào cảnh giới xuất khiếu. Có tu vi cao thâm thì bày trận pháp càng thuận lợi, chúng ta không nhìn ra cũng rất bình thường. Dương Bách Xuyên lắng nghe lời nói đượm buồn của Mạnh Trường Thanh, ít nhiều gì cũng hiểu tâm trạng của ông ta. Quả thật nghìn năm trước Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, một người được ca ngợi là trận tiên, một người được mệnh danh là trận ma, cả hai đều là thiên tài trận pháp có trình độ cực cao. Nhưng hiện giờ Mạnh Trường Thanh chẳng những rất tu vi cảnh giới không hề tăng lên, mà ngay cả trình độ trận pháp cũng chứng lại. Còn Dương Vấn Thiên thì đã bỏ xa ông ta, làm sao ông ta dễ chịu cho được. Dương Bách Xuyên bèn an ủi, Lão Mạnh đừng nản lòng, ta tin rằng sau khi trùng tử cắn nuốt cổ độc trong đan điền của ông sẽ khôi phục tu vi đỉnh cao, đuổi kịp trận ma Dương Vấn Thiên không phải chuyện khó. Ông bị cổ độc áp chế chân khí nhiều năm, nhưng vẫn đang cảm ngộ mà. Đã rèn luyện gần nghìn năm, sau này hồi phục ông sẽ thắng rất nhiều người. Trong tu chân, càng về sau càng coi trọng việc cảm ngộ tự nhiên đất trời, kinh nghiệm rèn luyện của ông sẽ trở thành ưu thế cho ông tu luyện sau này, vì vậy ông tuyệt đối đừng nảy sinh tâm lý tiêu cực. Tuy rằng Dương Bách Xuyên đang an ủi, nhưng cũng là nói thật. Ánh mắt Mạnh Trường Thanh vốn đang mê mang, nhưng sau đó càng lúc càng sáng theo lời nói nghiêm túc của Dương Bách Xuyên. Đúng vậy. Ông ta từng có quá khứ huy hoàng, tu vi từng đạt tới nguyên anh đại viên mãn, thậm chí chỉ còn một chút nữa thôi là lên cảnh giới xuất khiếu. Ông ta có tầm nhìn, hơn nữa bao nhiêu năm qua vào Nam ra Bắc, để loại bỏ cổ độc trong đan điền ông ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Xét về cảm ngộ, quả thật ông ta hơn người bình thường rất nhiều. Đây chính là ưu thế tu luyện trong tương lai. Trước kia Mạnh Trường Thanh đổ thừa những trải nghiệm đau khổ cho số phận không tốt.
bây giờ nghe Dương Bách Xuyên giảng giải, đột nhiên ông ta có cảm giác khai ngộ. Trong đầu Mạnh Trường Thanh như có một tia chớp xẹt qua. Toàn thân ông ta run lên. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh nhắm hai mắt lại. Lúc này Dương Bách Xuyên trợn to mắt, cảm nhận được trên người Mạnh Trường Thanh tỏa ra khí tức thần hồn. Ông ta vốn là tu sĩ Nguyên Anh Đại Viên Mãn, tức là cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Sau khi cổ độc thâm nhập đan điền, cảnh giới tu vi của Mạnh Trường Thanh rớt xuống Nguyên Anh sơ kỳ. Bây giờ có trùng tử tiến vào trong cơ thể áp chế cổ độc giúp Mạnh Trường Thanh, đường tu vi của ông ta không bị cổ độc tàn phá nữa. Tình trạng ngày càng tốt. Trong tình huống trùng tử áp chế được cổ độc, còn đường tu vi đã khôi phục bình thường, trên lý thuyết Mạnh Trường Thanh có thể tăng cảnh giới. Sau khi được Dương Bách Xuyên khai sáng, nút thắt chôn sâu trong lòng Mạnh Trường Thanh suốt gần 1.000 năm đã được cởi bỏ. Trước giờ ông ta rơi vào tình trạng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tâm cảnh tiêu cực. Bây giờ Dương Bách Xuyên nói một hồi, tận sâu trong lòng Mạnh Trường Thanh sinh ra cảm giác khai ngộ, hiểu rõ triệt để. Vì vậy lúc này ông ta đã tiến vào trạng thái giác ngộ. Khi Mạnh Trường Thanh nhắm mắt, Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức toàn thân Mạnh Trường Thanh bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên không phải tu vi tăng, mà là cảnh giới tu luyện. Cảnh giới đã đạt được, tu vi tăng là chuyện hiển nhiên. Từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Và vẫn tiếp tục tăng. Cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tăng vèo vèo đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới chậm lại. Lúc này miệng Dương Bách Xuyên đã há hốc thành hình chữ O. Hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mạnh Trường Thanh đang nhắm mắt, biết rằng đối phương đang tiến vào trạng thái giác ngộ đại đạo mà mọi người tu chân đều hâm mộ. Giác ngộ là phần thưởng mà đại đạo ban cho người tu luyện, có những người tu chân cả đời không gặp được mấy lần. Hiện tại Mạnh Trường Thanh đã tiến vào trạng thái ngộ đạo cao cấp, tuy tu vi không tăng nhưng cảnh giới tu luyện lại tăng vọt như tên lửa. Tăng một mạch từ cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Điều quan trọng là Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức cảnh giới của Mạnh Trường Thanh vẫn đang tăng lên, không có dấu hiệu dừng lại. Ui! Dương Bách Xuyên hít sâu. Hắn đã chứng kiến người ta tăng cảnh giới một cách đáng sợ, nhưng từng thấy ai tăng cảnh giới một cách biến thái như vậy. Hiện giờ đã là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn rồi mà vẫn tiếp tục tăng. Tiếp theo là cảnh giới phân thần đó. Cảnh giới phân thần. Con mẹ nó đây mới là cảnh giới đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Sơn Hải giới. Một âm thanh nặng nề vang lên trong cơ thể Mạnh Trường Thanh. Địch, tiến vào cảnh giới phân thần thật kìa. Dương Bách Xuyên buột miệng chửi thề. Bây giờ nghĩ lại thì thấy Mạnh Trường Thanh có thể bước vào cảnh giới phân thần hình như chẳng có gì lạ, đây là kết quả ông ta nên nhận được. Dù sao nghìn năm trước ông ta đã có tu vi cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn, nếu không bị cổ độc cắn nuốt chân khí thì trong khoảng thời gian ngàn năm ấy, với thiên phú trận pháp của Mạnh Trường Thanh, ông ta hoàn toàn có khả năng bước vào cảnh giới phân thần, thậm chí cao hơn. Và lại, trong 1.000 năm bị cổ độc áp chế, để loại bỏ cổ độc trong đan điền, Mạnh Trường Thanh đã đi rất nhiều nơi trên Sơn Hải giới, nếm trải những khổ cực mà người bình thường khó lòng tin được. Trong quá trình từ thiên tài biến thành phế vật, Mạnh Trường Thanh có thể gánh chịu áp lực trong lòng, không tự sát này kia cũng đủ chứng minh ông ta có tâm tính cứng cỏi, nghị lực hơn người. Bây giờ cảnh giới tăng một mạch đến phân thần sơ kỳ cũng coi như tốt đẹp. Đương nhiên đây chỉ là tăng cảnh giới tu luyện chứ không phải tu vi chân chính. Mạnh Trường Thanh muốn tăng tu vi thì vẫn cần trùng tử ăn hết cổ độc mới được. Có thể tưởng tượng được chỉ cần cổ độc trong đan điền của Mạnh Trường Thanh biến mất thì tu vi của ông ta tăng lên đuổi kịp cảnh giới, đạt đến cảnh giới phân thần sơ kỳ, quả là một chuyện đáng mong đợi. Giờ khắc này tên họ Dương nào đó rất hâm mộ, nhưng không hề ghen tị, trái lại trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bởi vì hiện tại Mạnh Trường Thanh là trưởng lão của Vân Môn. Có nghĩa là trong tương lai không xa, Vân Môn có một cao thủ cảnh giới phân thần sắp xuất hiện. Có một nhân vật cảnh giới phân thần thì cho dù viên Nhật Tân của Điện Mạo Hiểm đánh tới cửa, Dương Bách Xuyên cũng không sợ. Sau này có Mạnh Trường Thanh chấn giữ Vân Môn mới sẽ nhanh chóng cắm rễ ở Sơn Hải giới.
Sao tên họ Dương nào đó lại không vui vẻ cho được? Hiện giờ hắn chỉ mong trùng tử lập tức tiêu diệt hết cổ độc trong đan điền của Mạnh Trường Thanh, để cho Mạnh Trường Thanh sớm ngày trở thành cao thủ cảnh giới phân thần chân chính. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng biết việc tu vi của Mạnh Trường Thanh tăng lên không phải việc một sớm một chiều, nhưng cảnh giới của ông ta tăng lên phân thần cảnh là thật. Tu vi hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn cũng bước vào phân thần cảnh, bởi vì cảnh giới của ông ta đã đủ rồi. Ngay sau đó Mạnh Trường Thanh mở mắt ra, hai tròng mắt rực rỡ như sao trời, khom lưng 90 độ hành lễ với Dương Bách Xuyên, nói cảm ơn môn chủ điểm hóa. Lúc này trong lòng Mạnh Trường Thanh vô cùng kích động, không thể dùng lời lẽ để miêu tả hết được, nếu không phải lần trước Dương Bách Xuyên nói qua đệ tử Vân Môn không được quỳ lạy, ông ta hận không thể dập đầu cảm ơn. Một câu nói của Dương Bách Xuyên làm cho cảnh giới tu luyện của ông ta thăng lên hướng về phân thần cảnh mà ông ta đã hâm mộ rất lâu. Tiến vào ngộ đạo, thứ mà mỗi một người tu chân đều tha thiết ước mơ. Mạnh Trường Thanh không thể biểu đạt sao cho hết đại ân này. Hiện tại chỉ cần chờ cổ trùng trong đan điền bị sâu của Dương Bách Xuyên tiêu diệt, ông ta sẽ chính thức vấn đỉnh phân thần cảnh. Lão Mạnh, không cần đa lễ, là tâm cảnh của ngươi được mài giũa đủ, ta cũng chỉ may mắn gặp dịp, cho dù không có lời nói chỉ điểm của ta, chờ cổ trùng trong đan điền của ngươi biến mất, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bước vào cảnh giới này. Dương Bách Xuyên khiêm tốn nói. Mạnh Trường Thanh thành khẩn nói, dù ra sao lão Mạnh này vô cùng cảm kích ân tạo hóa của môn chủ. Được rồi, đều là người của Vân Môn, nói nhiều hỏng chuyện, hiện tại suy nghĩ chính sự đi. Dương Bách Xuyên cười nói. À, đúng đúng đúng, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Mạnh Trường Thanh vội vàng nói chuyện, ngay sau đó ôm quyền xoay người về phía Đông Bắc, lớn tiếng nói, Châu Đông Sơn Mạnh Trường Thanh bái kiến trận ma Dương Vấn Thiên. Một tiếng kêu gọi như đá chìm đáy biển. Dương Bách Xuyên không nhìn được trợn trắng mắt, lão Mạnh. Đây là biện pháp mà ngươi nói. Ha ha, môn chủ không cần sốt ruột, cảnh giới vừa mới tăng lên, cảm giác của ta nhạy bén hơn rất nhiều, cảm nhận được phía đông bắc có trận pháp dao động. Nếu không phải cảnh giới có chút tăng lên, thật sự sẽ không cảm thụ được. Mạnh Trường Thanh chỉ vào khu vực rỗng tuếch trước mặt, nói. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn định nói gì đó, một âm thanh to lớn vang dội vang lên. Là trận tiên Mạnh Trường Thanh tiền bối. M thanh này vừa dứt, Dương Bách Xuyên nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên vang lên từ phía đông bắc. Ngay sau đó trong tầm mắt xuất hiện một năng lượng lỗ xoáy, bạch quang lập lòe. Bên trong có một người thanh niên bước ra. Đảo mắt nhìn đến hai người trước mặt, lại hỏi, là Châu Đông Sơn trận tiên Mạnh Trường Thanh tiền bối. Lúc này Mạnh Trường Thanh mới lấy lại phản ứng, nói tại hạ chính là Mạnh Trường Thanh. Thanh niên vui vẻ nói. Mạnh tiền bối, 900 năm trước gia tộc Dương Vấn đã từng dặn dò, nếu Mạnh tiền bối đến, không thể chậm trễ, đáng tiếc gần ngàn năm nay Mạnh tiền bối vẫn không đến. Mạnh Trường Thanh gật đầu nói, làm khó Dương huynh còn nhớ rõ ta. Sau khi nói xong, trước lời mời chào của thanh niên kia, Mạnh Trường Thanh lại không động, quay đầu nói với Dương Bách Xuyên, môn chủ, mời. Vừa nói xong, sắc mặt của thanh niên thay đổi, vừa rồi hắn chỉ lo Mạnh Trường Thanh. Bỏ qua Dương Bách Xuyên. Một đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ của Dương gia hiển nhiên không nhìn ra được tu vi của hai người, nhìn thấy Mạnh Trường Thanh cung kính kêu Dương Bách Xuyên là môn chủ, cũng thông minh, vội vàng ôm quyền hành lễ với Dương Bách Xuyên, vãn bối sơ ý, gặp qua vị tiền bối này. Dương Bách Xuyên cũng không để ý, đối phương chỉ là một Nguyên Anh sơ kỳ, nói trắng ra là đệ tử trông cửa của Dương gia, không cần thiết làm khó hắn ta, hơn nữa bọn họ đến để mời trận ma Dương Vấn Thiên. Càng không thể đắc tội người của Dương gia. Làm phiền Dương Bách Xuyên đưa tay ý vào thanh niên dẫn đường. Từ trong mắt của thanh niên có thể nhìn ra được có lễ có phép, cũng không có gì cao ngạo, Dương Bách Xuyên thầm than trong lòng, không hổ là người của gia tộc lớn. Ngoại giới nghe đồn, hàng ổ thổ phỉ ở Nam Bộ do lão thổ phỉ bên trong Dương gia thành lập, mặc dù đã không làm hoạt động này từ lâu rồi, đã chuyển sang áp tải, nhưng từ trên người của thanh niên này, Dương Bách Xuyên nhìn ra được không có dấu vết của thổ phỉ. Theo lời của Chu Điên, ở trong sự hiểu biết của Dương Bách Xuyên, Dương gia chính là một công ty chuyển phát nhanh. Từ môn hộ này có thể nhìn ra được Mạnh Trường Thanh nói rất đúng, trận ma Dương Vấn Thiên đã đạt đến một trình độ cực cao ở trận pháp chi đạo.
Dù sao trước khi người thanh niên này xuất hiện, hắn đều không cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp. Ngay cả Mạnh Trường Thanh cũng vậy, nếu không phải vừa rồi cảnh giới tu luyện của ông ta tăng lên phân thần cảnh, ông ta cũng sẽ không cảm nhận được. Điểm này đủ để thuyết minh, môn hộ của Dương gia được bố trí rất cao minh. Dương Bách Xuyên thầm quyết định, nhất định phải nghĩ cách mời trận ma Dương Vấn Thiên đi dãy núi giao chỉ bày trận cho Vân Môn. Có trận tiên Mạnh Trường Thanh và trận ma Dương Vấn Thiên liên thủ bố trí trận pháp, Dương Bách Xuyên tin tưởng nhất định có thể cho Vân Môn một căn cơ phòng ngự cường đại. Ngay sau đó dưới sự dẫn dắt của thanh niên, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh bước vào trong một cảnh cửa cách mặt đất 3 mét. Khoảnh khắc bước vào cánh cửa, Dương Bách Xuyên cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hắn rất quen thuộc cảm giác này, đây chính là cảm giác truyền tống trong không gian trận pháp, trong lòng kinh ngạc đoán, rất có khả năng nơi ở Dương gia cũng không ở trong sa mạc. Quả nhiên, ngay sau đó chỉ cảm thấy chân chạm đất, mở mắt ra, cảnh tượng đã biến đổi. Vị trí bọn họ đang đứng là một thảo nguyên mênh mông vô bờ. Mời hai vị tiền bối đi cùng vãn bối, thông trang Dương gia ở phía trước. Thanh niên dẫn đường đi về phía trước. Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đi theo thanh niên, quả nhiên ở vài trăm mét phía trước nhìn thấy được một đống điện phủ gác mái, nhìn qua có vẻ diện tích không nhỏ. Lúc này Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, nơi này còn là địa giới của hang ổ thổ phỉ không? Thanh niên cười nói, bẩm tiền bối, nơi này vẫn là địa giới của hang ổ thổ phỉ, trên thực tế nơi này có ao hồ lớn nhất châu Tây Sơn, Dương gia ta ở trên thảo nguyên này chiếm cứ Nam Bộ, mặt khác có Nghiêm gia, Quách gia, Đường gia chiếm cứ ba phía Đông Tây Bắc. Khí hậu nơi này thoải mái, linh khí nồng đậm, cũng coi như là một trong những nơi tu luyện hàng đầu của châu Tây Sơn. Thật ra tên chân chính của nơi này không gọi là hang ổ thổ phỉ là gọi là Minh Châu Nguyên. Hang ổ thổ phỉ là cách gọi là vài tên ngụy quân tử ở Vương Thành mạo hiểm. Ở trong mắt người thường, 9 vạn dặm địa giới của hang ổ thổ phỉ đều là thổ phỉ, rất ít người biết, ví dụ như Dương gia chúng ta, 10 thế lực lớn ở hang ổ thổ phỉ đều là dân bản xứ của Vương Triều mạo hiểm cổ xưa. Tương truyền sau khi mạo hiểm Vương Thành lập Vương Triều mạo hiểm, tổ tiên của chúng ta đã trở thành 10 thân vệ thần thánh của Vương Triều mạo hiểm. Nguyện trung thành với Mạo Hiểm Vương, đi theo cùng thành lập Vương Triều Mạo Hiểm. Nhưng từ sau khi Mạo Hiểm Vương biến mất, Vương Triều Mạo Hiểm cũng xảy ra nội chiến, trong đó phát sinh quá nhiều tranh đấu quyền lực, sau đó hậu nhân của 10 thân vệ thần thánh rời khỏi Vương Triều Mạo Hiểm, không tham dự vào cuộc nội đấu của Vương Thành Mạo Hiểm, ẩn cư ở đây. Nhưng không ai nghĩ đến, theo sự xói mòn của thời gian, một vài thế lực nhỏ xung quanh 10 thế lực lớn chúng ta, dần dần phát triển. Cuối cùng bị một vài người ở điện mạo hiểm gọi là thổ phỉ, cái tên hang ổ thổ phỉ cũng ra đời từ đó. Thanh niên vừa đi vừa nói chuyện. Dương Bách Xuyên rất thích thú nghe, cụ thể là dạng gì hắn cũng không hỏi nhiều, lời nói của thanh niên cũng không thể tin, nhưng tuyệt đối không phải không đúng. Từ xưa đến nay tranh đấu quyền lợi đều là người thắng làm vua người thua làm giặc, có lẽ trong cuộc tranh đấu quyền lực của Vương Triều mạo hiểm, hang ổ thổ phỉ là bên thất bại. Bên thắng đã mang lên cho bọn họ một cái nhãn thổ phỉ, chuyện này cũng rất bình thường. Theo lời của thanh niên, 10 thế lực lớn hiện tại chính là hậu nhân của 10 thân vệ thần thánh của Vương Triều Mạo Hiểm. Trách không được điện mạo hiểm diệt thổ phỉ vô số năm cũng không tiêu diệt được, thì ra tính lên cũng là người một nhà. Trong lúc nói chuyện, thanh niên dẫn Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đi vào trong một tòa đại điện. Dọc đường đi có rất nhiều cung điện gác máu. Đây là một thôn trang vô cùng xa hoa, dù sao ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, Dương gia không đơn giản. Mặc dù lúc đi vào không gặp được bao nhiêu người xuất hiện, nhưng lại cảm nhận được có vào hơi thở che giấu, tu vi không thấp. Sau khi đi vào một thiên điện, thanh niên rót trà cho hai người, nói, mong hai vị tiền bối chờ một chút, Vấn Thiên lão tổ đang gặp người của Nghiêm gia xử lý chút việc, ta đi mời lão tổ đến. Người cứ đi thong thả thôi. Chúng ta đợi được, Dương Bách Xuyên nói, chờ thanh niên rời khỏi đây. Mạnh Trường Thanh đột nhiên nói, môn chủ, dọc đường đi đến đây cũng không nhìn thấy bao nhiêu người, cảm giác không khí của Dương gia không đúng. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, không khí có chút không thích hợp, lúc tiến vào ta cảm nhận được có không ít hơi thở đang ẩn nấp, hơn nữa dáng vẻ đều rất khẩn trương, không lẽ Dương gia xảy ra chuyện. Ta cũng có chút quen biết Dương Vấn Thiên, có lẽ không phải nhằm vào chúng ta. Mạnh Trường Thanh trầm tư nói. Từ từ rồi tính. Hai người uống trà chờ trận ma Dương Vấn Thiên đến,
Đúng lúc này bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng chấn động mạnh, chén trà trên bàn đều đang run rẩy. Có lẽ Dương gia đã xảy ra chuyện. Dương Bách Xuyên nhìn về phía cửa lớn, nghe tiếng vang này có lẽ ở cách đó không xa. Đây, Mạnh Trường Thanh cũng nghi hoặc, nghe tiếng hình như đang đánh nhau, nếu không ta đi ra xem chuyện gì đang xảy ra. Thôi, chúng ta là người ngoài, không nên xen vào. Dương Bách Xuyên nói. Hai người đang nói chuyện, thanh niên lúc nãy lại đi đến, nói, hai vị tiền bối, thật sự xin lỗi, Vấn Thiên Lão Tổ tạm thời phải xử lý một số việc, không đến được. Nhưng ta đã bẩm báo gia chủ nhà ta phân phó để ta đến chăm sóc hai vị, chờ Vấn Thiên Lão Tổ xử lý xong chuyện lại đến nhận lỗi với hai vị. Thanh niên vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng rung động nặng nề. Tiểu huynh đệ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Trường Thanh hỏi. Lúc này sắc mặt của thanh niên có chút khó coi, hình như có chút do dự nên nói hay không. Nếu không tiện coi như lão phủ chưa nói gì, Mạnh Trường Thanh cũng không làm khó thanh niên. Thanh niên do dự một lúc, nói thật ra cũng không phải bí mật gì, coi như việc xấu trong nhà. Hử, là sao? Dương Bách Xuyên thấy thanh niên nói chuyện, biết có thể nói, hắn cũng rất có hứng thú hóng chuyện, bên ngoài vang lên âm thanh lớn như vậy, động tĩnh thật sự quá lớn, không muốn chú ý cũng khó. Chỉ nghe thanh niên nói, là Nghiêm gia lão tổ đến nháo chuyện, chính vì như vậy Vấn Thiên lão tổ mới đi xử lý. Nghiêm gia, nơi này là địa bàn của Dương gia, Nghiêm gia cũng dám cường thế như vậy, dám ra tay ở Dương gia. Dương Bách Xuyên không khỏi bắt đầu hoài nghi thực lực của Dương gia. Thanh niên cười khổ, nói đi nói lại cũng là Dương gia chúng ta đối lý, mới bị vị lão tổ của Nghiêm gia kia đánh đến cửa. Bên dưới của Vấn Thiên lão tổ có một ái đồ, không phải là đệ tử Dương gia, nhưng lại có được sự yêu thích của lão tổ. Ngày thường vị ái đồ này của Vấn Thiên lão tổ đều an phận thủ thường, đối xử với người khác rất tốt, ai biết từ 3 năm trước. Cũng không biết hắn nghe được tin tức một vị nữ tử ở Nghiêm gia phạm sai lầm bị Nghiêm gia cầm tù ở đâu, giống như phát điên, luôn nói đó là thê tử của hắn, muốn xông vào Nghiêm gia đòi người. Nghiêm gia chính là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở 10 thế lực trong địa giới hang ổ thổ phỉ, nói câu không dễ nghe, họ còn mạnh hơn Dương gia chúng ta một bậc, làm sao có thể thả người. Ở trong tổ huấn của Nghiêm gia không có đạo lý người tiến vào lại thả ra, ai cũng không được. Vì vậy Vấn Thiên lão tổ còn đến tìm Nghiêm gia cầu tình, nhưng vẫn không có kết quả, Nghiêm gia sẽ không vì vậy mà phá bỏ tổ huấn. Cho nên vị ái đồ của Vấn Thiên lão tổ, sau khi nhịn 3 năm, cuối cùng xâm nhập vào cấm địa Nghiêm gia, kết quả bị Nghiêm gia phát hiện, sau đó hắn vung tay đánh nhau, chém giết hơn 30 đệ tử của Nghiêm gia, cuối cùng cao thủ xuất khiếu cảnh của Nghiêm gia xuất hiện, suýt chút nữa giết chết hắn, đúng thời khắc nguy cơ, Vấn Thiên lão tổ đã ra tay cứu ái đồ về. Cuối cùng, Nghiêm gia lão tổ trực tiếp đuổi theo đòi người, muốn Vấn Thiên lão tổ giao người ra, nhưng Vấn Thiên lão tổ sống chết không chịu giao người, bao che cho con, kết quả đánh nhau với Nghiêm gia lão tổ. Hai lại nói, Nghiêm gia và Dương gia đều là gia tộc liên hôn, tứ đại gia tộc ở địa giới hang ổ thổ phỉ đều liên hôn với nhau, sẽ không dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Lần này coi như Dương gia chúng ta bị Dương quốc Trung hại chết, Nghiêm gia có tận hai đại cao thủ phân thần cảnh. Dương gia chỉ có một mình Vấn Thiên lão tổ. Thanh niên nói xong, lầm bầm lầu bầu một lúc, từ trong lời nói có thể nghe được hắn ta vô cùng bất mãn với vị ái đồ của Dương Vấn Thiên. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, ngươi vừa nói cái gì? Thanh niên ngẩng đầu phát hiện biểu tình của Dương Bách Xuyên vô cùng nghiêm túc, mở miệng nói, ta nói lần này Dương gia chúng ta bị ái đồ của Vấn Thiên lão tổ hại chết, Nghiêm gia thực sự tức giận. Hai nhà sẽ trở mặt, đến lúc đó sẽ không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Không phải, ngươi nói ái đồ của lão tổ nhà ngươi tên là gì? Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào thanh niên. Tên là Dương Quốc Trung. Thanh niên trả lời, không thể hiểu được tại sao Dương Bách Xuyên lại cảm thấy khẩn trương. Cả người của Dương Bách Xuyên bị chấn động, đây là lần thứ hai hắn nghe được tên họ trùng với tên của phụ thân từ trong miệng người khác Dương Quốc Trung. Lần đầu tiên là biết được từ trong miệng của thổ phỉ Chu Điên, dựa theo lời của Chu Điên, hắn ta đã gặp được Dương Quốc Trung, người xuất sắc nhất trong số thanh niên đồng lứa của Dương gia. Lúc đó Dương Bách Xuyên rất muốn hỏi Dương Quốc Trung là người nơi nào, kết quả lúc tấn công hãn phỉ Thảo Thượng Phi quên mất, lúc đó cũng nghĩ đến có lẽ là người trùng tên trùng họ với mẫu thân.
Lúc này hắn lại nghe được từ trong miệng của thanh niên, Dương Quốc Trung chính là ái đồ của Dương Vấn Thiên, hơn nữa còn không phải là người trong tộc, đây là một điểm đáng ngờ. Cha mẹ là tâm ma lớn nhất trong lòng Dương Bách Xuyên, vì vậy khi nghe được tên của phụ thân, hắn luôn suy nghĩ, khi còn nhỏ phụ thân mất tích ở sa mạc, sống không thấy người chết không thấy xác, Vương Mạc Sinh cũng phái bộ đội đi tra tìm một tháng nhưng không có tin tức. Năm đó Dương Bách Xuyên từng phỏng đoán, liệu phụ thân có xúc động đến trận pháp nào đó ở trong sa mạc Tây Vực nên tiến vào Sơn Hải Giới hay không? Sau đó lần đầu tiên sau khi trở về từ Sơn Hải Giới, hắn đã đi đến sa mạc Tây Vực tìm kiếm, kết quả không tìm thấy bất cứ dấu vết trận pháp gì, nên cho rằng có lẽ cha mẹ đều đã chết. Nhưng hiện tại lại nghe thấy tên của phụ thân ở đây, địa điểm xuất hiện cũng là sa mạc của Sơn Hải Giới, liệu sa mạc nơi này và sa mạc ở địa cầu có liên hệ gì hay không? Năm đó hắn không tìm được dấu vết gì của trận pháp truyền tống trong sa mạc Tây Vực, không đại biểu không có. Đáy lòng của một người có kết, kết cái gì thì khi nghe được chuyện liên quan đến cái kết trong lòng, sẽ tự động nghĩ đến cái kết này. Khúc mắc của Dương Bách Xuyên chính là cha mẹ. Vì vậy sau khi nghe thấy tên của phụ thân Dương Quốc Trung, trong lòng vô cùng nhạy cảm. Hắn đoán, ái đồ Dương Quốc Trung của lão tổ Dương gia Dương Vấn Thiên có thể là phụ thân Dương Quốc Trung của mình hay không? Sở dĩ sẽ nghĩ như vậy vì thanh niên vừa nói, ái đồ của lão tổ không phải người trong gia tộc, có thể hay không là phụ thân Dương Quốc Trung đến từ địa cầu hay không, dưới sự trùng hợp bị Dương Vấn Thiên thu làm đồ đệ. Dường như suy nghĩ như vậy có chút gượng ép, nhưng cũng không phải không thể, trên đời này có rất nhiều chuyện máu chó trùng hợp. Nghĩ đến đây, trong lòng của Dương Bách Xuyên càng thêm run rẩy. Hiện tại hắn muốn chứng thực hai việc, đầu tiên nếu Dương Quốc Trung đến từ địa cầu, thứ hai tính từ khi phụ thân mất tích đến giờ cũng tầm 60 năm, nếu chứng minh được hai chuyện này, vậy không thể nghi ngờ 8 phần có khả năng là phụ thân Dương Quốc Trung của chính mình. Dương Bách Xuyên run giọng, nhìn thanh niên nói, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi Dương Quốc Trung đến từ địa cầu đúng hay không? Thanh niên nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, ngây ra một lúc, lắc đầu nói, không phải. Vừa dứt lời, trong lòng Dương Bách Xuyên quặn đau, tràn đầy thất vọng, không phải đến từ địa cầu, vậy chỉ là một người trùng tên trùng họ. Mạnh Trường Thanh cảm nhận được cảm xúc của Dương Bách Xuyên dao động lớn, lo lắng hỏi, môn chủ, có chuyện gì sao? Không, không có việc gì, ta nhớ đến một vị cố nhân mà thôi. Dương Bách Xuyên mất mát lắc đầu. Đúng lúc này, thanh niên kia hình như nhớ được chuyện gì, mở miệng nói, những lời nói kế tiếp của thanh niên làm cho đáy lòng của Dương Bách Xuyên nổi lên vô số bọt sóng. Thanh niên suy tư nói, ta nhớ rõ ái đồ Dương Quốc Trung của lão tổ Vấn Thiên từng nói, quê nhà của hắn là Hoa Hạ. Dương Bách Xuyên nghe được hai chữ Hoa Hạ, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, cả người không nhịn được run rẩy. Hoa Hạ. Chỉ sợ người địa cầu trong nước mới có xưng hô như vậy, chỉ có con cháu Viêm Hoàng mới xưng hô như vậy. Hai chữ Hoa Hạ toát ra từ trong miệng thanh niên, Dương Bách Xuyên có thể xác định được một nửa, Dương Quốc Trung này thật sự có khả năng là phụ thân của hắn. Đôi mắt tràn ngập sương mù, sau đó đỏ bừng, run giọng hỏi lại thanh niên, người có biết Dương Quốc Trung bái nhập lão tổ Dương Vấn Thiên nhà ngươi từ khi nào không? Nói xong, cả người Dương Bách Xuyên ướt đẫm mồ hôi, thần hồn của hắn cũng run rẩy, thực sự quá mức khẩn trương. Hoặc là nói, quá mức nhớ cha mẹ của mình. Thanh niên nhìn Dương Bách Xuyên, càng thêm cảm thấy kỳ quái, cũng không biết người này có ý đồ gì khi hỏi thăm ái đồ của Vấn Thiên lão tổ. Nhưng Vấn Thiên lão tổ từng nói, trận tiên Mạnh Trường Thanh từng có giao tình với ông ta, thanh niên vẫn trả lời, tính từ lúc Dương Quốc Trung bái nhập Vấn Thiên lão tổ cũng đã 60 năm. Phụ thân lúc này Dương Bách Xuyên có thể xác định 8 phần, bởi vì thời gian và địa điểm đều giống nhau, cho dù là trùng hợp cũng không khéo đến mức này, âm thanh nhỏ như ruồi muỗi, hốc mắt ướt át, gọi một tiếng phụ thân. Thanh niên không nghe thấy tiếng gọi phụ thân của hắn. Nhưng với cảnh giới tu vi cường đại như Mạnh Trường Thanh lại có thể nghe được. Lúc này Mạnh Trường Thanh cũng bị chấn động mạnh, hiểu ra vì sao Dương Bách Xuyên lại hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ người của Dương gia. Nhìn biểu tình của Dương Bách Xuyên, Mạnh Trường Thanh nghe thấy hắn gọi hai tiếng phụ thân, biết ngay nơi này có chuyện xưa. Mặc dù không rõ là chuyện gì, nhưng vị đồ đệ Dương Quốc Trung này của Dương Vấn Thiên chắc chắn có quan hệ với Dương Bách Xuyên.
Không lẽ Dương Quốc Trung là phụ thân của Dương Bách Xuyên? Mạnh Trường Thanh nghĩ như vậy trong lòng, nếu là như vậy mọi chuyện lại trở lên rắc rối. Nghe thanh niên nói, Dương Quốc Trung xông vào cấm địa của Nghiêm gia, giết hơn 30 đệ tử của Nghiêm gia lão tổ tự mình tìm đến cửa. Hơn nữa nghe thanh niên nói, Dương Vấn Thiên là cao thủ phân thần cảnh, mà Nghiêm gia lại là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc ở địa giới hang ổ thổ phỉ, có hai vị cao thủ phân thần cảnh, dưới tình huống như vậy, nếu Dương Quốc Trung thật sự là phụ thân của Dương Bách Xuyên, hôm nay chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ cứu phụ thân hắn, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Mạnh Trường Thanh tạm thời cũng chỉ có cảnh giới bước vào phân thần cảnh, nếu thực lực chân chính muốn bước vào phân thần cảnh, còn cần cổ trùng trong đan điền biến mất mới được. Hiện tại chỉ xem Dương Vấn Thiên có thể đứng vững trước cao thủ Nghiêm gia hay không, hoặc nói cách khác tình cảm với ái đồ sau bao nhiêu. Nếu Dương Vấn Thiên không đánh lại được cao thủ Nghiêm gia, đến lúc đó chắc chắn sẽ giao Dương Quốc Trung ra. Chuyện này nên làm như thế nào mới tốt? Vốn chỉ đến mời trận ma Dương Vấn Thiên đi vùng cấm Nam Bộ bày trận, ai biết sẽ gặp phải chuyện này. Nhưng dù nói như vậy nhưng hôm nay Dương Bách Xuyên muốn đâm thủng trời, Mạnh Trường Thanh cũng muốn đi theo. Bởi vì hiện giờ ông ta đã là trưởng lão Vân Môn, Dương Bách Xuyên còn có ân tái tạo tu vi cho ông ra, bất kể ra sao đều phải đi theo Dương Bách Xuyên, chẳng sợ tan xương nát thịt. Lúc này bên ngoài lại truyền đến một tiếng vang lớn, Mạnh Trường Thanh biết lúc này nên chạy đến xem tình hình, lên tiếng nói với Dương Bách Xuyên đang xuất thần, môn chủ, có lẽ chúng ta nên đi nhìn qua tình hình rồi tính tiếp. Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, nói, đúng, chúng ta đi xem. Hiện tại trong lòng hắn đã xác định 8 phần Dương Quốc Trung này chính là phụ thân của mình, tiếp theo chỉ cần nhìn thấy Dương Quốc Trung, tất cả chân tướng sẽ rõ. Nghĩ đến việc có thể xác nhận sự tồn tại của phụ thân, lúc này trong lòng của Dương Bách Xuyên vô cùng loạn. Tiểu huynh đệ, dẫn chúng ta đi gặp Dương Vấn Thiên, Dương gia các người bị Nghiêm gia đánh đến cửa, nếu Dương Vấn Thiên không khiêng được người của Nghiêm gia, làm bạn cũ của hắn, có lẽ lão phu có thể ra tay giúp đỡ một phần. Mạnh Trường Thanh không nói thêm gì với thanh niên, lúc này mở miệng trợ giúp Dương gia của hắn ta, có lẽ thanh niên sẽ rất vui lòng dẫn bọn họ đi gặp Dương Vấn Thiên. Nhìn thấy Dương Vấn Thiên tự nhiên có thể nhìn thấy Dương Quốc Trung. Thanh niên nghe Mạnh Trường Thanh nói vậy, nhìn ông ta và Dương Bách Xuyên, trong lòng nghĩ đến danh tiếng của Mạnh Trường Thanh và lão tổ nhà mình đều là cường giả phân thần cảnh, nếu Mạnh Trường Thanh có thể hỗ trợ, tương đương Dương gia cũng có 2 cường giả phân thần cảnh, có lẽ Nghiêm gia sẽ ngừng nghỉ. Nghĩ đến đây, thanh niên vui vẻ nói, làm phiền 2 vị tiền bối, mời 2 vị tiền bối đi cùng vãn bối. Sau khi nói xong, thanh niên dẫn đầu đi ra khỏi đại sảnh. Dương Bách Xuyên vẫn có chút hoảng hốt, lúc này Mạnh Trường Thanh đi lên vỗ lên vai hắn, nói, môn chủ đừng hoảng loạn, mặc dù ta không biết vì sao ngươi lại hoảng loạn như vậy, nhưng dù ra sao, lão Mạnh đều sẽ đi theo bước chân của môn chủ. Dương Bách Xuyên nghe vậy, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi sâu, nói, lão Mạnh, cảm ơn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được. Trong lòng càng lo lắng, càng không thể rối loạn đạo tâm. Lúc này đạo tâm bình tĩnh mới có thể tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào. Mạnh Trường Thanh và Dương Bách Xuyên sóng vai cùng đi, trấn an Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, làm cảm xúc đang dao động kịch liệt của chính mình bình tĩnh lại, nói, lão Mạnh, ái đồ Dương Quốc Trung của Dương Vấn Thiên trong miệng thanh niên kia rất có khả năng chính là phụ thân của ta. Từ lúc ta 4 tuổi, phụ thân ta đã biến mất. Sau đó mẫu thân của ta cũng rời khỏi ta và muội muội, đi đến nơi chết tiệt kia tìm kiếm phụ thân, sau đó, bọn họ cùng nhau biến mất. Từ nhỏ huynh muội chúng ta đã không có cha mẹ, cho nên cha mẹ chính là tâm ma khúc mắc cùng vướng bận lớn nhất trong lòng ta, cũng là khúc mắc của bà nội ta. Hơn nửa đời bà nội đều đang chờ đợi cha mẹ ta sẽ có ngày trở về, nhưng... Tổng hợp lại lời nói của thanh niên, hiện tại ta có 8 phần nắm chắc. Ái đồ Dương Quốc Trung của Dương Vấn Thiên chính là phụ thân của ta. Lão Mạnh, nếu hôm nay ta phải đối mặt với cường giả phân thần cảnh, ngươi sẽ giúp ta sao? Ha ha, từ ngày nhìn thấy ngươi ở Lưu Sa Cốc, ta đã quyết định đi theo ngươi. Không dối gạt ngươi, năm đó lúc ngươi đại náo thành Yêu Quang, lòng ta đã phát thề, nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi thành Yêu Quang, ta sẽ đi theo ngươi. Kết quả lần thứ 2 gặp ngươi ở Lưu Sa Cốc, ngươi thực sự sống sót. Nếu như Vân Môn giống như Vân Môn trong Tuyên Môn nhập môn, cuộc đời này của ta,
sống là người Vân Môn, chết là quỷ Vân Môn. Hôm nay nếu môn chủ muốn đại náo Dương gia, lão Mạnh cũng sẽ đi theo ngươi, ha ha. Mạnh Trường Thanh thoải mái mỉm cười. Dương Bách Xuyên bị lão Mạnh chọc cười, thật ra hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe được câu trả lời của lão Mạnh, hắn vẫn bị cảm động, tuyên ngôn nhập môn Vân Môn còn có một câu cất giấu trong lòng ta, chỉ cần là đệ tử Vân Môn, Dương Bách Xuyên ta đều coi là người một nhà. Có những lời này chết cũng không tiếc, đi, chúng ta đi gặp Dương gia và Nghiêm gia, đi xác định xem Dương Quốc Trung có phải là phụ thân của ngươi hay không. Mạnh Trường Thanh nói. Hai vị tiền bối, đến rồi. Lúc này tiếng nói của thanh niên truyền đến. Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh dừng nói chuyện, cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách mấy trăm mét là một quảng trường rộng hơn 100 mét vuông, chính giữa quảng trường là một cổ tháp 9 tầng. Phía trước cổ tháp có hai lão giả đang đối chiến với nhau, cùng lơ lửng rằng co trong không trung, năng lượng dao động cường đại, đứng thật xa cũng có thể cảm nhận được. Bên cạnh quảng trường có hơn 100 người đứng xem, nhưng lại chia làm hai bên, một bên có hơn 10 người, một bên có hơn 80 người. Thanh niên dẫn đường nói, bên ít người là đệ tử Nghiêm gia, nhìn qua mỗi người đều cao ngạo âm trầm, đây là tư thế muốn đánh Dương gia để báo thù. Bên nhiều người chính là con cháu Dương gia, một đám đều vô cùng tức giận, cũng khó trách, bị người đánh đến cửa, không tức giận mới lạ. Nhưng thanh niên nói, may mắn Nghiêm gia và Dương gia có quan hệ liên hôn, nếu không lúc này không phải lão tổ của hai nhà đánh chiến, mà là con cháu của hai nhà xông vào chém giết. Lão nhân mặc y phục màu hồng chính là một trong những lão tổ của Nghiêm gia, Nghiêm Tông Thanh, một người khác mặc y phục màu đen chính là lão tổ Dương gia Dương Vấn Thiên. Không cần thanh niên giới thiệu, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đều thấy được. Nhìn qua, lúc này Dương Vấn Thiên và Nghiêm Tông Thanh đều ngang nhau. Dương Bách Xuyên hỏi thanh niên, Dương, Quốc Trung ở đâu? Thanh niên méo miệng nói, trong tòa tháp 9 tầng phía sau, bị Vấn Thiên lão tổ nhốt ở tầng tháp thứ 9. Tòa tháp 9 tầng này chính là từ đường của Dương gia, cũng là nơi an giấc ngàn thu của liệt tổ liệt tông, nói là để Dương Quốc Trung sám hối. Thật ra chính là một dạng bảo hộ của lão tổ với hắn ta. Nghiêm gia bắt giao ngươi, Vấn Thiên lão tổ không giao, nhốt Dương Quốc Trung vào tòa tháp 9 tầng, Nghiêm gia muốn mạnh mẽ bắt người, Vấn Thiên lão tổ sẽ tự ra tay chặn lại. Nói thật làm Nghiêm Tông Thanh đi vào nơi liệt tổ liệt tông của Dương gia an giấc ngàn thu, Nghiêm Tông Thanh cũng phải nghĩ lại. Lúc này Nghiêm Tông Thanh và Vấn Thiên lão tổ đấu pháp có thể là muốn tìm lại mặt mũi. Rốt cuộc Dương Quốc Trung chém giết hơn 30 đệ tử của Nghiêm gia, món nợ này thực sự không nhỏ, không chừng một vị lão tổ khác của Nghiêm gia cũng đến bắt người, hai, thế sự khó lường. Nghe thanh niên nói, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất biết ơn Dương Vấn Thiên, chỉ với việc Dương Vấn Thiên bao che cho con, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng kính trọng ông ta. Vấn Thiên lão nhân vẫn bao che cho con như năm đó, điểm này không thay đổi, ha ha. Mạnh Trường Thành không nhịn được bật cười. Âm đùng đúng lúc này, giữa không trung hai người tung trưởng va chạm vào nhau sau đó tách ra. Nghiêm Tông Thanh âm trầm nói, Dương Vấn Thiên, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có giao người hay không? Nghiêm Tông Thanh, ta đã nói rồi, hiện tại đồ nhi của ta đã tiến vào từ đường Dương gia bảo hộ linh vị tổ tông, dựa theo tổ huấn của Dương gia, trong vòng 5 năm không được ra ngoài, ngươi làm ta giao người kiểu gì? Đã nói 5 năm sau giao cho ngươi không được sao, sốt ruột làm gì? Dương Vấn Thiên nghiêm trang nói. Thật ra đang làm rối loạn, nói rõ không muốn giao người. Ngươi đánh giám, từ khi nào Dương gia có tổ huấn này? Nghiêm Tông Thanh tức giận chửi ầm lên. Ngươi mới đánh giám, chỉ có cấm địa của Nghiêm gia có tổ huấn, không có Dương gia ta có tổ huấn. Lão Phu vừa mới định ra tổ huấn này, sao hả, không lẽ còn phải báo cáo cho ngươi? Dương Vấn Thiên nói. Nghiêm Tông Thanh tức giận đến mức mặt nổi đầy gân xanh, ngươi. Đúng lúc này, một âm thanh không hề cảm tình vang vọng bốn phía, Vấn Thiên lão nhân, ngươi vẫn không biết xấu hổ như vậy sao? Hôm nay lão phu muốn nhìn xem ngươi có thể không biết xấu hổ đến khi nào. Dứt lời, giữa sân đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc y phục màu trắng. Dương Vấn Thiên nhăn mày lại, nói, Nghiêm Cơ Sơn, ngươi muốn làm như thế nào? Đại huynh Nghiêm Tông Thanh cung kính gọi đại huynh. Sắc mặt của thanh niên đứng cạnh Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói thầm, không xong rồi,
Nghiêm Cơ Sơn cũng đến, làm gì bây giờ? Người này chính là một cao thủ phân thần cảnh khác, Dương Bách Xuyên hỏi. Thanh niên chua xót gật đầu, đúng vậy. Dương Bách Xuyên nghe vậy nhíu mày, hai đại cao thủ của Nghiêm gia ra hết, Dương gia chỉ có Dương Vấn Thiên là cao thủ phân thần cảnh, có thể chống đỡ được sao? Nếu Dương Vấn Thiên không khiêng được, rất có khả năng hôm nay phụ thân Dương Quốc Trung bị nhốt ở trong tháp sẽ gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên quay đầu liếc nhìn Mạnh Trường Thanh. Mạnh Trường Thanh nhìn Dương Bách Xuyên, gật đầu, ông ta hiểu ý của Dương Bách Xuyên, đơn giản là làm ông ta lên tiếng ủng hộ Dương Vấn Thiên, cũng may hiện tại ông ta cũng là cảnh giới phân thần cảnh, tất nhiên thực lực chân thật vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng muốn đi ra hù dọa người cũng đủ, hoàn toàn có thể phóng xuất ra hơi thở cảnh giới phân thần cảnh, chỉ cần không lộ chân khí, ở trong mắt người ngoài, ông ta chính là cao thủ phân thần cảnh. Tất nhiên xiếc này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông. Chỉ cần hai vị lão tổ của Nghiêm gia quan sát thì có thể nhìn thấu được tiểu xiếc của Mạnh Trường Thanh, là cảnh giới đạt đến phân thần cảnh nhưng thực lực vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng giữa tu sĩ sẽ không trắng trợn táo bạo đi xem xét cảnh giới của đối phương, nếu không chính là vô lễ, sẽ xảy ra chém giết. Về phương diện khác, Mạnh Trường Thanh cũng đã nghĩ kỹ rồi, bên ngoài ông ta có danh hào trận tiên, cũng là một tấm da bảo hộ, tin tưởng có thể điều này. Hai vị của Nghiêm gia sẽ không dễ dàng gây chuyện với ông ta. Đến lúc đó đứng chung một chỗ với Dương Vấn Thiên, đều là hai phân thần cản, cục diện hai đánh hai, hơn nữa còn ở địa bàn của Dương gia, nếu đầu óc của Nghiêm gia không bị hỏng, sẽ tự biết khó mà lui. Mạnh Trường Thanh và Dương Bách Xuyên ngầm truyền âm giao lưu, cho rằng trước mắt cũng chỉ có cách này, trước hết phải nghĩ cách giúp Dương Vấn Thiên thoát khỏi cửa ải khó khăn trước mắt. Đây cũng sẽ là một cái mở đầu rất tốt để mời Dương Vấn Thiên đi đến núi Giao Chỉ bày trận cho Vân Môn. Hơn nữa nếu người ở trong tòa tháp 9 tầng kia chính là phụ thân Dương Quốc Trung, giúp Dương Vấn Thiên chính là trợ giúp phụ thân. Hai người thương lượng với nhau, nếu chiêu này không dùng được, đến lúc đó chính diện chém giết. Trong lúc Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đang truyền âm nói chuyện, Nghiêm Cơ Sơn lạnh lùng cười nói, ta muốn làm gì? Dương Vấn Thiên! Lời này nên để ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi muốn làm gì? Nói đến đây Nghiêm Cơ Sơn lạnh giọng nói, đồ đệ của ngươi xông vào cấm địa Nghiêm gia, giết chế 30 đệ tử của Nghiêm gia, mà ngươi lại không quan tâm tình cảm ngày xưa của Nghiêm gia và Dương gia, không chỉ mang nhiệt đồ kia của ngươi thoát khỏi Nghiêm gia, còn mặt dày vô sỉ lấy cơ đi từ đường của Dương gia bảo hộ linh vị. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng từng thấy ngươi không biết xấu hổ như ngươi. Dương Vấn Thiên, hôm nay người cần thiết giao ra Dương Quốc Trung, nếu không từ nay Nghiêm gia và Dương gia sẽ thế bất lưỡng lập. Nếu không cho lão phu một câu trả lời thích hợp, hôm nay hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng luận bàn với ngươi. Đừng tưởng rằng nhốt Dương Quốc Trung vào từ đường lão phu sẽ không có cách nào, chọc nóng nảy, lão phu xông vào từ đường của Dương gia các ngươi thì đã sao? Giọng điệu thái độ của Nghiêm Cơ Sơn vô cùng cứng rắn, nói rõ là hai huynh đệ bọn họ, hai đại cao thủ phân thần cảnh. Nếu Dương Vấn Thiên không giao người, sẽ mạnh mẽ ra tay, trong giọng nói chỉ thiếu nói thẳng ra, Nghiêm gia chúng ta có hai phân thần cảnh, bên Dương gia chỉ có mình ngươi mà thôi. Mạnh Trường Thanh nghe được lời này, truyền âm nói với Dương Bách Xuyên, môn chủ, ta đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, chờ một chút, hắn muốn nhìn xem Dương Vấn Thiên sẽ làm gì khi đối mặt với hai đại cao thủ. Trong lòng nghĩ thầm, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Dựa theo cách làm lý trí bình thường, lúc này Dương Vấn Thiên nên giao người, rốt cuộc vì một đồ đệ mà xé rách mặt với Nghiêm gia, sau đó kéo cả Dương gia vào, thực sự không đáng. Nhưng nếu Dương Vấn Thiên giao người, Dương Bách Xuyên sẽ rất thất vọng, về mặt khác cũng phản ánh, ông ta cũng chỉ là một người thường mà thôi. Nếu đối mặt với Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh, Dương Vấn Thiên vẫn kiên trì bao che cho con, như vậy, Dương Bách Xuyên sẽ rất nể phục ông gia. Tương lai mặc kệ ông ta có phải là sư phụ của phụ thân Dương Quốc Trung hay không, Dương Bách Xuyên đều sẽ kết giao với Dương Vấn Thiên. Lúc này Dương Vấn Thiên nhìn Nghiêm Cơ Sơn, bật cười nói. Ha 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 Nghiêm Cơ Sơn, ngươi cho rằng Dương Vấn Thiên ta là loại ngụy quân tử như ngươi. Buồn cười, Dương Quốc Trung chính là đồ đệ của ta, sư phụ bảo vệ đồ đệ là chuyện hiển nhiên, đừng hù dọa lão phu, cho rằng lão phu sẽ bị dọa sợ. Người khác sợ huynh đệ các ngươi, lão phu không sợ, ngược lại, ta nhìn không vừa mắt các ngươi đã lâu, muốn đánh thì đánh,
hừ, muốn xông vào Từ Đường Dương gia. Hôm nay các ngươi thử xông vào xem. Dương Vấn Thiên điên cuồng cười, nói ra một đoạn lời nói như vậy, Dương Bách Xuyên nghe được nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy Dương Vấn Thiên vô cùng hợp khẩu vị của mình. Khí phách. Ngươi, sắc mặt Nghiêm Cơ Sơn xanh mét, tức giận phát run, sau đó tức giận nói, hôm nay lão phu muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của trận ma Dương Vấn Thiên. Dứt lời, hơi thở trên người Nghiêm Cơ Sơn trào ra, nói với Nghiêm Tông Thanh, ta đối phó với Dương Vấn Thiên, ngươi đi vào tòa tháp 9 tầng giết chết Dương Quốc Trung, an ủi anh linh của đệ tử Nghiêm gia. Đại huynh yên tâm, hôm nay cho dù hủy diệt Từ Đường của Dương gia, ta cũng sẽ giết chết Dương Quốc Trung. Nghiêm Tông Thanh âm trầm nói. Ta xem ai dám, Dương Vấn Thiên lật tay, tay trái xuất hiện một dây xích màu đỏ, tay phải xuất hiện một đống phù chú, hơi thở toàn thân bộc lộ, đứng chắn trước người của hai huynh đệ Nghiêm gia. Lúc này không khí giữa các lão tổ của hai nhà chạm vào là nổ ngay, tất nhiên bọn họ đều đã chuẩn bị chém giết. Đệ tử hai nhà đều đã xé rách mặt, cũng chỉ có thể đi theo lão tổ nhà mình chém giết. Dương Bách Xuyên liếc nhìn Mạnh Trường Thanh, ý bảo Mạnh Trường Thanh có thể đi ra, tốt nhất có thể ép Nghiêm ra rời đi. Thân hình của Mạnh Trường Thanh lóe lên, vọt vào giữa sân. Ha ha ha, Vấn Thiên huynh thật náo nhiệt, sao có thể thiếu được ta chứ? Mạnh Trường Thanh ra vẻ thoải mái cười to xuất hiện bên cạnh Dương Vấn Thiên, còn phóng thích hơi thở cảnh giới phân thần cảnh ra hù người. Dương Vấn Thiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, Mạnh, lão đầu. Bởi vì lúc trước đang đấu với Nghiêm Tông Thanh nên thanh niên không thông báo cho Dương Vấn Thiên, nên ông ta còn không biết bạn cũ đã đến. Gần ngàn năm không gặp, không nghĩ đến gặp lại hơi thở của Mạnh Trường Thanh đã là phân thần cảnh, thực sự làm Dương Vấn Thiên kinh ngạc. Năm đó sau trận pháp thượng cổ ở trong di tích, ông ta biết cảnh giới của Mạnh Trường Thanh đã tụt mạnh xuống, cổ trùng ở trong đan điền áp chế tu vi của ông ta, hiện tại xem ra bản cũ đã giải quyết được cổ trùng. Ở trong mắt huynh đệ Nghiêm gia, thấy được hơi thở của lão giả đột nhiên xuất hiện giữa sân, hơi thở cảnh giới cũng là phân thần cảnh, sắc mặt của hai người biến đổi, không tự chủ được dừng lại. Dương Vấn Thiên chính là cao thủ trận pháp. Huynh đệ bọn họ đối phó với ông ta cũng đã có điều cố kỵ, nhưng cũng không sợ, nghĩ hôm nay có thể tự tay bắt lấy Dương Vấn Thiên, nhưng ai biết được nửa đường lại có một kỳ đà cản mũi nhảy vào. Hiện tại là cục diện 2-2, quan trọng là huynh đệ Nghiêm gia cũng không biết đối phương là ai. Có quan hệ gì với Dương Vấn Thiên? Nghiêm Cơ Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Mạnh Trường Thanh, trầm giọng nói, các hạ là ai? Sao lại trộn lẫn vào việc của Nghiêm gia ta? Ông ta đang thử. Mạnh Trường Thanh nghe thấy Nghiêm Cơ Sơn hỏi như vậy, cũng biết có lẽ đối phương đang thử, như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng trên mặt vẫn cao ngạo, nói ta là trận tiên Mạnh Trường Thanh của Châu Đông Sơn. Vừa dứt lời, sắc mặt của Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh biến đổi, người có danh tiếng với trận ma Dương Vấn Thiên, sao bọn họ lại không biết chứ? Vì sao Dương gia có thể bước vào 10 thế lực lớn trong địa giới hang ổ thổ phỉ, bởi vì có sự tồn tại của trận ma Dương Vấn Thiên. Đông trận tiên tây trận ma, ở trong Sơn Hải giới không có mấy thế lực biết, nhưng có rất ít người gặp qua trận tiên Mạnh Trường Thanh. Dù sao có thể đứng ngang hàng với Dương Vấn Thiên, tạo nghệ ở trận pháp sẽ không yếu. Hiện giờ ở trong mắt huynh đệ Nghiêm gia, trận tiên trận ma đã tề tụ, thật sự có chút kiêng kỵ. Chỉ cần một trận ma Dương Vấn Thiên cũng đủ Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh cùng ra tay, hiện tại lại thêm một Mạnh Trường Thanh, cũng là phân thần cảnh. Nếu huynh đệ Nghiêm gia muốn ra tay phải cân nhắc kỹ càng. Trong lời đồn trận ma Dương Vấn Thiên am hiểu truyền tống phòng ngự, trận tiên Mạnh Trường Thanh am hiểu trận pháp công kích đồng nghĩa với việc am hiểu sát trận. Hiện tại hai người này đều là phân thần cảnh, tạo nghệ về trận pháp của hai người nổi tiếng nhất Sơn Hải giới đã tề tụ bên nhau. Hoàn toàn công thủ nhiều mặt. Hiện tại đánh lên, Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh hoàn toàn không tự tin. Nhìn Mạnh Trường Thanh, Nghiêm Cơ Sơn trầm giọng nói, Mạnh đạo hữu, đây là ân oán tư nhân của Nghiêm gia và Dương gia, không lẽ Mạnh đạo hữu cũng muốn nhúng tay? Mạnh Trường Thanh nhếch miệng cười níu, ta có giao tình sinh tử với Dương Vấn Thiên. Một câu vô cùng đơn giản biểu lộ thái độ của Mạnh Trường Thanh. Những lời này của Mạnh Trường Thanh truyền vào trong tai của Dương Vấn Thiên lại cực kỳ hưởng thụ, kích động nói, lão Mạnh, ta lại thiếu ngươi một lần. Tổng cộng hai lần,
xem ngươi trả như thế nào, ha ha. Mạnh Trường Thanh trêu ghẹo nói. Ha ha ha, được, ta thiếu ngươi hai đại ân tình. Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh kẻ sướng người họa, nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, căn bản không có không khí khẩn trương khi kẻ địch đang có mặt. Sắc mặt của Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh xanh mét. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh của một bà lão. Một đám đều đang làm gì? Đều là người một nhà, nháo đến mức vậy sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là một bà lão trắng xóa được một người đàn ông trung niên nâng đến. Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh, thậm chí là Dương Vấn Thiên cũng biến đổi sắc mặt. Dương Bách Xuyên còn đang kinh ngạc không biết bà lão này là người phương nào, bên tai đã vang lên giọng nói nghị luận của con cháu Dương gia, là gia chủ mời lão Thái Quân đến. Dương Vấn Thiên chạy đến hành lễ nói, lão Tổ Tông, tại sao ngài lại đến đây? Hừ, nếu ta không đến, các ngươi còn không lao vào đánh nhau. Lão Thái Quân lạnh lùng nhìn Dương Vấn Thiên. Gặp qua tiểu cô tổ, Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh đồng thời hành lễ. Đứng lên đi, không đảm đương nổi. Lão Thái Quân cũng không cho huynh đệ Nghiêm ra sắc mặt tốt. Lúc này Dương Bách Xuyên thật sự tò mò, rốt cuộc Lão Thái Quân này là ai? Rõ ràng tu vi cũng chỉ là xuất khiếu kỳ đại viên mãn, còn không cao bằng Dương Vấn Thiên và huynh đệ Nghiêm ra, nhưng ba người này lại rất tôn kính bà ta. Không nhịn được hỏi thanh niên bên cạnh. Nói, có phải Lão Thái Quân nhà ngươi là người của Nghiêm gia không? Dương Bách Xuyên thấy huynh đệ Nghiêm gia gọi Lão Thái Quân là tiểu cô tổ, nên suy đoán Lão Thái Quân là người Nghiêm gia gả đến Dương gia, nhớ rõ lúc trước thanh niên từng nói, tứ đại gia tộc trong địa giới hang ổ thổ phỉ có quan hệ liên hôn. Thanh niên gật đầu trả lời, đúng vậy, Lão Thái Quân nhà ta chính là người Nghiêm gia gả đến Dương gia chúng ta, người có bối phận là gia gia của Vấn Thiên Lão Tổ. Cũng là người có bối phận gia gia của huynh đệ Nghiêm gia. Đồng lứa của hai nhà cộng lên cũng chỉ có một mình Lão Thái Quân, cho nên hai nhà đều rất tôn kính Lão Thái Quân, xem ra trận này sẽ không đánh được. Thanh niên thở ra một hơi. Nghiêm gia huynh đệ bị Lão Thái Quân xem thường, hai người đều rất xấu hổ, Nghiêm Cơ Sơn nói, tiểu cô tổ suy xét, lần này là đồ đệ của Dương Vấn Thiên tự tiện xông vào cấm địa Nghiêm gia, giết chết 30 đồ đệ của Nghiêm gia. Hiện tại Dương Vấn Thiên còn che chở đồ đệ của hắn. Lần này không phải chúng ta vô cớ gây rối, chỉ là muốn một câu trả lời, xin tiểu cô tổ suy xét. Trong lòng Nghiêm Cơ Sơn rất rõ ràng, hôm nay có một tên kỳ đà Mạnh Trường Thanh xen vào giữa, trận này không dùng sức mạnh được, hơn nữa tiểu cô xuất hiện, tự tiện xông vào tòa tháp 9 tầng của Dương gia sẽ không thực hiện được. Hiện tại chỉ có thể đánh con bài cảm tình, làm tiểu cô tổ làm chủ, tìm lại thể diện của Nghiêm gia. Được rồi, ta đã biết hết mọi chuyện, chuyện này Vấn Thiên làm không đúng, nhưng hai người các ngươi tự tiện xông vào đánh Dương gia, thậm chí còn muốn xông vào nơi an giấc ngàn thu của liệt tổ liệt linh Dương gia, không lẽ các ngươi làm đúng? Ai cho các ngươi lá ga, hả? Có phải hay không cũng muốn đánh luôn bà già này? Hay là từ đường Dương gia không có tiền bối của Nghiêm gia gả đến? Mạnh mẽ xông vào từ đường Dương gia, không chỉ kinh động đến tổ tông Dương gia, còn có tổ tiên Nghiêm gia, các ngươi giỏi thật. Cũng không sợ bị người chê cười. Đừng quên ở trên địa giới hang ổ thổ phỉ này không chỉ có tứ đại gia tộc, từ cổ chí kim tứ đại gia tộc đều ôm đoàn sưởi ấm mới có thể kéo dài sống sót ở chỗ này. Các ngươi càng sống càng hồ đồ, nếu hôm nay các ngươi đua ngươi chết ta sống, tin hay không ngày mai 6 thế lực khác có thể liên hợp lại hoàn toàn diệt hai nhà Dương Nghiêm. Lão Thái Quân càng nói càng tức giận, chửi ầm lên. Nhưng huynh đệ Nghiêm gia không dám cãi lại, bởi vì tiểu cô tổ nói không sai. Nghĩ lại cũng đúng, hôm nay nếu hai nhà thật sự muốn chém giết lẫn nhau, chắc chắn mấy thế lực lớn khác ở hang ổ thổ phỉ nhân lúc hôi của sông vào, từ trước đến nay mối quan hệ giữa 10 thế lực lớn ở hang ổ thổ phỉ chưa bao giờ yên ổn. Tính lên tứ đại gia tộc bọn họ là bên yếu nhất trong số các thế lực. Chân chính cường đại chính là 6 gia tộc khác, bọn họ là một thế lực liên hợp khác. Sau khi nghĩ đến đây, huynh đệ Nghiêm gia cũng không dám nói gì nữa. Sau khi Lão Thái Quân mắng xong, tâm tình bình phục một chút, nhìn huynh đệ Nghiêm gia, nói các ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ làm chủ, sẽ làm Dương gia cho Nghiêm gia một câu trả lời, được không? Mọi chuyện nghe tiểu cô tổ làm chủ, Nghiêm gia huynh đệ nào dám nói gì, bởi vì sự xuất hiện của Mạnh Trường Thanh, bọn họ đã không tính toán ra tay,
hiện tại tiểu cô tổ xuất hiện coi như cho bọn họ một cái bậc thang, tất nhiên sẽ đồng ý, hơn nữa để tiểu cô tổ làm chủ, chắc chắn sẽ cho Nghiêm gia một câu trả lời thỏa đáng, truyền ra ngoài cũng không mất mặt mũi. Được rồi, tan đi, lão thái quân phất tay nói. Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh dẫn đệ tử Nghiêm gia rời đi, không chút do dự, Dương Bách Xuyên rất rõ ràng điểm này, nơi này có hơn nửa nguyên nhân là Mạnh Trường Thanh ra ngoài hù người, nếu không loại gia tộc tu chân cỡ này, đã cách vài thế hệ, sao có thể dễ dàng bỏ chạy chỉ bằng lớp người già đã gả ra ngoài. Tất nhiên lời nói của lão thái quân cũng không sai, chỉ cần huynh đệ Nghiêm gia không ngốc đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng lúc Nghiêm Tông Thanh rời đi, ánh mắt tạm dừng ở trên người hắn vài giây, ngoài ý muốn sâu xa, hình như là ánh mắt ta nhớ kỹ tiểu tử nhà ngươi. Điều này làm Dương Bách Xuyên vô cùng kỳ quái, trong lòng nói thầm, con mẹ nó ta chưa từng gặp ngươi, đừng nói đắc tội ngươi, đến mức nhìn ta như vậy. Cũng không quá để ý, nhưng không nghĩ đến sau này khi gặp lại, hắn và Nghiêm Tông Thanh thật sự có chút quan hệ, tất nhiên đây là chuyện sau này. Chờ người của Nghiêm gia rời đi, lão thái quân cũng thuyết giáo Dương Vấn Thiên một đợt, đơn giản là làm Dương Vấn Thiên nghĩ cách cho Nghiêm gia một thể diện, cũng không làm Dương Vấn Thiên giao Dương Quốc Trung cho Nghiêm gia. Từ điểm này xem ra lão thái quân đều không hướng về nhà mẹ đẻ, mọi việc đều đứng suy xét ở lập trường Dương gia. Sau khi dặn dò vài câu, lão thái quân nói, nhanh chóng xử lý chuyện này, đừng để Nghiêm gia nắm không bỏ, hiện tại bà già này là lão thái quân của Dương gia, không phải Nghiêm gia. Hôm nay bọn họ có thể cho mặt mũi, hơn nữa là vì vị Mạnh đạo hữu này, mặt khác coi trọng đồ đệ của ngươi, đừng đi đến cấm địa Nghiêm gia. Nơi đó cũng không phải là địa bàn của Nghiêm gia, theo ta được biết đó là một nơi thượng cổ, nghe đồn rằng tổ tiên của Nghiêm gia có cao thủ đi vào nhưng đều chết ở trong đó. Đó chính là một nơi đại hung, khả năng bên trong có yêu thú hoang dã tồn tại, đi vào chỉ có một cái chết, vì vậy tổ huấn của Nghiêm gia hạ lệnh đóng cửa. Cũng có khả năng bí mật của Nghiêm gia ở trong đó, dù sao không cần đi, không có chỗ tốt, nói không chừng mạng nhỏ cũng ném ở bên trong, biết chưa? Cần tuân mệnh lệnh của lão tổ. Dương Vấn Thiên cung kính nói. Chờ lão thái quân rời đi, Dương Vấn Thiên cũng hạ lệnh làm con cháu Dương gia giải tán, sau một lúc cuối cùng phong ba không lớn không nhỏ cũng được hóa giải. Giữa sân chỉ còn lại Dương Vấn Thiên, Mạnh Trường Thanh và Dương Bách Xuyên. Dương Vấn Thiên nhìn Mạnh Trường Thanh, hỏi, lão Mạnh, ngươi, hơi thở vẫn không thích hợp, cổ trùng trong cơ thể vẫn chưa được loại bỏ đúng không? Mạnh Trường Thanh nghe vậy sửng sốt, nở nụ cười khổ, ông ta biết đã bị Mạnh Trường Thanh nhìn thấy, cũng không giấu giếm, gật đầu nói, còn cần một ít thời gian, nhưng không phải vấn đề lớn. Hai, nếu năm đó không phải vì ta, ngươi cũng không đến mức như này. Dương Vấn Thiên áy náy nói. Mạnh Trường Thanh xua tay nói, đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta cũng coi như nhờ họa được phúc. Không nói nữa, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là môn chủ nhà ta Dương Bách Xuyên. Lần này ta hù dọa ngươi là chủ ý môn chủ nghĩ ra được, nói đi nói lại ngươi phải cảm ơn môn chủ nhà ta mới đúng, ha ha. Môn chủ. Nghe thấy Mạnh Trường Thanh giới thiệu, Dương Vấn Thiên ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt ông ta. Dương Bách Xuyên là một tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ, tu vi này đặt ở nơi khác đều không yếu. Nhưng ở trong mắt cường giả phân thần cảnh sơ kỳ Dương Vấn Thiên, tu vi này không tính cao. Điều làm Dương Vấn Thiên kinh ngạc là Mạnh Trường Thanh giới thiệu Dương Bách Xuyên lại là môn chủ của Mạnh Trường Thanh. Ông ta vô cùng hiểu biết tính cách của Mạnh Trường Thanh, lười chết lôi thôi, thật ra nội tâm vô cùng cao ngạo, có thể bị Mạnh Trường Thanh tán thành, có lẽ Dương Bách Xuyên có chỗ hơn người. Nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc ôm quyền, nói, gặp qua Dương đạo hữu, hôm nay cảm tạ đạo hữu hỗ trợ. Tiền bối không cần đa lễ, lần này chúng ta đến muốn mời tiền bối hỗ trợ. Dương Bách Xuyên không quanh co lòng vòng, cũng nói thẳng ra ý đồ đến. Hừ, không biết lão già thối này có thể giúp đỡ được gì? Dương Vấn Thiên nghiêm túc hỏi, chỉ cần có thể giúp được, chắc chắn ông ta sẽ giúp, không nói đến hôm nay Mạnh Trường Thanh trợ giúp. Chỉ bằng giao tình ngày xưa của hai người, Dương Vấn Thiên cũng sẽ không từ chối. Lúc này Dương Bách Xuyên liếc nhìn Mạnh Trường Thanh, ý bảo lúc này Mạnh Trường Thanh nên ra mặt. Mạnh Trường Thanh hiểu ý, cười ha ha nói, Vấn Thiên lão nhân, việc này đối với ngươi là chuyện rất nhỏ, sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi yên tâm,
thật ra chúng ta muốn nhờ ngươi đi đến tông môn chúng ta bố trí trận pháo bảo hộ mà thôi, thế nào, có thể cho chút mặt mũi hay không? Dương Vấn Thiên nghe xong trong lòng cũng thở ra một hơi, chỉ là bố trí trận pháp, chuyện này không thành vấn đề, lập tức nói, không thành vấn đề, khác không dám nói, bày trận lão phu vẫn rất tự tin. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng thở ra một hơi, chỉ cần Dương Vấn Thiên đồng ý thì dễ làm rồi, còn chi tiết chữa trị trận truyền tống và bày trận, đến lúc đó lại bàn cụ thể sau. Trước mắt Dương Bách Xuyên rất muốn biết đồ đệ Dương Quốc Trung của Dương Vấn Thiên có phải là phụ thân của mình hay không. Trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu, không biết có thể nói hay không. Người đã là môn chủ của lão Mạnh, đừng làm như người xa lạ, có chuyện nói xem. Dương Vấn Thiên cũng là người thoải mái. Dương Bách Xuyên có chút khẩn trương, nói, vãn bối muốn gặp đồ đệ Dương Quốc Trung của ngươi. Gặp đồ đệ Dương Quốc Trung, Dương Vấn Thiên nhăn mày lại, rất nghi hoặc. Mạnh Trường Thanh cười ha ha nói, Vấn Thiên lão nhân đừng nghĩ nhiều, sau khi môn chủ của ta nghe nói đồ đệ Dương Quốc Trung của ngươi, nhớ đến một vị cố nhân của hắn, cho nên muốn gặp một lần, đơn giản như vậy. Cái này, Dương Vấn Thiên nói, hiện tại Quốc Trung bị ta nhốt ở từ đường Dương gia, vì để tránh né Nghiêm gia, hiện giờ huynh đệ Nghiêm gia vừa mới đi, bây giờ gặp sợ không tốt lắm. Vấn Thiên lão nhân, tại sao ngươi lại cứng nhắc như vậy, trời sập xuống cũng có ta đi cùng ngươi, môn chủ của ta chỉ có chút yêu cầu nhỏ này ngươi cũng không cho mặt mũi. Được được được, coi như ta nhìn lầm ngươi, chúng ta đi. Mạnh Trường Thanh tức giận ra vẻ phải đi. Ta nói này, ngươi gấp cái gì, ta lại chưa nói không cho các ngươi gặp, còn không phải là Nghiêm gia vừa mới đi hay sao, hơn nữa đi vào từ đường Dương gia rồi không phải dễ dàng đi ra. Đi đi đi, ta dẫn các ngươi đi vào tìm hắn là được. Dương Vấn Thiên trợn trắng mắt. Ha ha, vậy mới đúng chứ, còn không phải chỉ là một từ đường thôi sao, chúng ta đi vào gặp người, lại không phải đi quấy rối, đúng hay không? Đi đi đi, dẫn đường đi. Mạnh Trường Thanh cười ha ha. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng trở nên khẩn trương. Hắn khẩn trương bởi vì người sắp nhìn thấy rất có thể là phụ thân hắn, cũng khẩn trương vạn nhất không phải thì sao? Mang theo cảm xúc phức tạp, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đi theo Dương Vấn Thiên, đi đến trước cửa lớn của tòa tháp 9 tầng. Tòa tháp này chính là địa điểm quan trọng của Dương gia, cũng là mảnh đất trung tâm nhất của Dương gia, bốn phía của quảng trường nhìn qua không có ai, thật ra toàn bộ kiến trúc của Dương gia đều xoay quanh quảng trường. Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên không phát hiện, đến lúc đi dọc đường quan sát bốn phía nhìn đến tầm quan trọng của tầng tháp này mới hiểu được lúc đầu Dương Vấn Thiên do dự mới là bình thường. Hiện tại có thể dẫn theo hắn và Mạnh Trường Thanh, hai người ngoài đi vào nơi quan trọng của Dương gia cũng đã cho đủ mặt mũi. Sau khi đi đến trước cửa, Dương Vấn Thiên phất tay đánh ra hơn 1000 pháp quyết trước cửa lớn của tòa tháp. Dương Bách Xuyên cảm thán ở trong lòng, không hổ danh là trận ma, chỉ cần nhìn tốc độ và sự thuần thục chiêu thức trận pháp, người bình thường không thể theo kịp. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng vang chấn động, cửa lớn dày nặng của tòa tháp 9 tầng mở ra. Nhưng kỳ quái là, sau khi cánh cửa mở ra, bên trong nhìn qua đen thui, giống như hắc ám vô tận. Nhưng Dương Vấn Thiên đi phía trước dẫn đường, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh cũng không do dự đi theo phía sau ông ta. Sau khi đi vào, đi được tầm 3 bước, Dương Vấn Thiên dừng lại, lần thứ 2 đánh ra pháp quyết với hắc ám vô tận. Ngay sau đó trong bóng đêm xuất hiện ngân quang lấp lánh. Dương Bách Xuyên nhìn thấy được một cánh cửa năng lượng, cũng cảm nhận được lực lượng của không gian truyền tống. Lúc này Mạnh Trường Thanh không nhịn được nói, Vấn Thiên lão nhân, đây là... Dường như Mạnh Trường Thanh đã nhận ra thủ đoạn trận pháp của Dương Vấn Thiên, nhưng lại không dám xác định, trên mặt tràn ngập khiếp sợ và hâm mộ. Dương Vấn Thiên quay đầu nhìn Mạnh Trường Thanh, gật đầu nói, lão Mạnh đoán không sai, thủ đoạn trận pháp này chính là trận pháp năm đó chúng ta từng thấy ở di tích thượng cổ kia, chẳng qua gần 1000 năm ta mới chỉ tìm hiểu được 1/10, cũng coi như trông mèo vẽ hổ. Năm đó suýt chút nữa chúng ta bỏ mạng ở nơi đó, lại cũng thấy được tiên trận thượng cổ, cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Sau này ra sẽ đưa cho ngươi những gì ta hiểu được mấy năm nay, chúng ta cùng tìm hiểu giao lưu, trận tiên kia liên tục biến hóa, ta cũng chỉ ngộ được một ít gia lông của truyền tống phòng ngự, uy lực nhất vẫn là các loại sát trận, nếu ngươi đến tìm hiểu có lẽ sẽ có thu hoạch lớn.
lại nói, nếu năm đó không phải vì ta, ngươi cũng không đến mức bị cổ trùng tra tấn nhiều năm như vậy. Nếu toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu tiên trận, với đạo công kích của ngươi, có lẽ ngươi sẽ đạt đến một cảnh giới cực cao. Ha ha, Vấn Thiên lão nhân, chuyện cũ thì bỏ qua đi, người ta cũng coi như có cơ duyên riêng, chờ cổ trùng trong cơ thể ta bị loại bỏ, chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu tiên trận đó là được. Nếu sau này có cơ hội, ta còn muốn lang bạt đến chỗ tiên trận kia, cho dù chết ở đó cũng không hối tiếc. Trước khi chưa gặp qua tiên trận kia, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Mạnh Trường Thanh nhắc đến tiên trận gì đó, hai mắt sáng rực, lóe lên điên cuồng. Dương Vấn Thiên cũng cười ha ha nói, đúng vậy, sau này có cơ hội chúng ta cùng đi xem, có thể hiểu được tiên trận kia chết cũng không tiếc. Dương Bách Xuyên nghe hai người nhắc đến trận pháp, cả người trở nên cuồng nhiệt, trong lòng toát mồ hôi lạnh, thật đúng là trận tiên trận ma, danh bất hư truyền. Đối với trận pháp, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đều là kẻ điên, những kẻ cực kỳ si mê cuồng trận pháp. Có tín ngưỡng cuồng nhiệt với trận pháp. Nhưng cũng vì như vậy bọn họ mới được xưng là trận tiên trận ma. Lại nói, hai lão nhân này mới là những người chấp nhất với đại đạo nhất. Cũng không biết là dạng trận pháp gì mới có thể bị hai người gọi là tiên trận, si mê si cuồng. Không nhịn được, hỏi trận pháp mà các ngươi đang nói thực sự thần kỳ như vậy. Hai người cuồng trận pháp bị Dương Bách Xuyên ngắt lời cũng không tức giận, Mạnh Trường Thanh nhớ lại. Nói, đó là một trận pháp thượng cổ nằm sâu trong châu Tây Sơn, thực sự liên tục biến hóa, được gọi là tiên trận. Cổ trùng trong cơ thể ta chính là một chi tiết nho nhỏ xuất hiện trong trận pháp. Trận pháp thượng cổ ở di tích kia khổng lồ khó lường, có cơ hội môn chủ cũng nên đến kiến thức. Mạnh Trường Thanh nói. Ngoài miệng Dương Bách Xuyên cười ha ha, nhưng trong lòng lại đang nói, đầu óc có bệnh mới quay lại đó, con mẹ nó suýt chút nữa ngươi cũng ném cả mạng ra. Hiện tại còn dám đi, còn tưởng lừa dối ta, không có cửa đâu. Trong lúc nói chuyện, Dương Vấn Thiên lại mở ra một cánh cửa. Tính lên đây là cánh cửa thứ 9 được Dương Vấn Thiên mở ra. Cánh cửa phức tạp như vậy, cho dù Dương Vấn Thiên để Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh tấn công tòa tháp 9 tầng, sợ rằng cũng không qua được mấy cánh cửa. Đến rồi. Dương Vấn Thiên dứt lời, ba người bước vào cánh cửa. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên phát hiện mình đã xuất hiện trong một đại sảnh. Khắp nơi sáng bừng, phát hiện phía trước có từng hàng linh vị, có trường minh đăng vạn năm chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, có lẽ nơi này mới là tầng thứ nhất của tòa tháp 9 tầng. Sư phụ, sao ngài lại đến đây? Trong lúc Dương Bách Xuyên đang quan sát hoàn cảnh đại sảnh, một âm thanh hồn hậu vang vang lên từ hành lang tầng thứ 2, Dương Bách Xuyên nghe thấy cả người chấn động. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang tầng 2 xuất hiện một bóng người. Giờ phút này, trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch. Nghe giọng nói có thể là trung kỳ, rất hùng hậu, trong trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, dường như rất trùng khớp với giọng nói của cha. Năm đó, lúc cha rời đi thì hắn mới 4 tuổi, có một số ký ức mơ hồ rải rác. Bây giờ nghe giọng nói này, quả nhiên là khiến nội tâm Dương Bách Xuyên không khỏi phát run. Hắn, thực ra rất sợ. Có đôi khi, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Hắn rất sợ nếu không phải là cha phải thì sao đây? Vào giờ khắc này, tâm ma trong lòng hắn đều muốn nổi dậy. Ở trong lòng hắn, tuy là từ nhỏ đã mất đi sự quan tâm của cha mẹ, nhưng vì chịu ảnh hưởng từ bà nội, hình ảnh người cha ở trong lòng hắn vẫn luôn là anh hùng. Năm đó, bộ đội đưa tới tin tức cha hắn đã hy sinh lúc làm nhiệm vụ, tiếng thơm truyền xa ngàn dặm, cho nên từ nhỏ Dương Bách Xuyên đều nhận định cha mình là anh hùng, từ trước đến giờ chưa từng trách móc ông ấy. Nhưng còn mẹ, bởi vì năm đó bà ấy đã bỏ lại hắn, em gái và bà nội dứt khoát ra đi, ở trong lòng Dương Bách Xuyên đã từng hận mẹ mình. Mãi đến khi gặp được ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, hắn mới biết được năm đó mẹ hắn bỏ lại bọn họ là bởi vì đi tìm cha hắn. Từ đó về sau, hắn cũng không còn hận mẹ mình nữa, ngược lại cảm thấy cha mẹ rất yêu thương nhau. Hắn cũng càng cảm thấy mẹ mình rất vĩ đại, tuy là bà ấy đã bỏ lại mình và em gái mà đi nhưng đó là vì đi tìm phụ thân, từ đó cũng biến mất ở sa mạc Tây Vực. Vì vậy, xét ở góc độ một người phụ nữ thì thực ra mẹ hắn không có gì sai. Nhưng xét từ góc độ một người mẹ, bà ấy là một người mẹ vô trách nhiệm,
dù sao lúc đó hắn và em gái cũng vẫn còn nhỏ. Từ đó đến giờ, Dương Bách Xuyên và em gái đều không trách mẹ, ngược lại rất nhớ cha mẹ. Mà từ đầu đến lúc sắp chết, bà nội cùng chưa từng trách móc mẹ hắn một câu. Trong lòng Dương Bách Xuyên, bà nội là bà nội vĩ đại nhất trên đời. Bây giờ, hắn sắp cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, nói không căng thẳng là giả. Trong lòng hắn vô cùng hy vọng, người từ tầng 2 đi xuống chính là người cha Dương Quốc Trung mà từ nhỏ hắn đã ao ước được nhìn thấy. Mạnh Trường Thanh nghe xong câu chuyện cũ về cha mẹ Dương Bách Xuyên, ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm trạng của Dương Bách Xuyên, cảm nhận được thân thể Dương Bách Xuyên đang phát run. Mạnh Trường Thanh đưa tay đặt ở trên vai Dương Bách Xuyên và nói, môn chủ, đừng quá mức kích động, chúng ta là người tu đạo, đừng để lộ vui buồn quá mức mà khiến cho tâm ma trỗi dậy, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta biết rồi, Dương Bách Xuyên run rẩy trả lời, hắn cũng biết Mạnh Trường Thanh nói đúng, hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Lộc cộc lộc cộc. Tiếng bước chân từ hành lang tầng 2 đi xuống càng lúc càng gần. Đồ nhi, vi sư có khách tới, xuống đây gặp mặt đi. Dương Vấn Thiên gọi lớn về phía hành lang. Tới rồi vẫn là giọng nói trầm ổn hùng hồn đó. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc xuất hiện, ông ấy mặc trường sam màu trắng, tóc dài bồng bềnh đang từ hành lang đi xuống. Mặc dù người này đưa lưng về phía ánh đèn nhưng Dương Bách Xuyên vẫn thấy rõ diện mạo của ông ấy. Bộ dáng trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to. Giờ khắc này, trong lòng hắn đang trào dâng một cảm xúc khó hiểu, máu của hắn. Sôi trào giống như vạn mã phi nước đại. Quốc Trung, qua đây ta giới thiệu cho ngươi, người này chính là trận tiên Mạnh Trường Thanh mà vi sư thường xuyên nhắc tới với ngươi, cũng là bạn tốt đời này của vi sư. Dương Vấn Thiên giới thiệu Mạnh Trường Thanh. Vãn bối Dương Quốc Trung bái kiến Mạnh tiền bối. Dương Quốc Trung thoải mái ôm quyền hành lễ với Mạnh Trường Thanh. Đồ đệ của Vấn Thiên lão đầu quả nhiên không tầm thường, không cần đa lễ, tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn cơ à, xuất sắc quá. Mạnh Trường Thanh cười khen ngợi một câu. Đối với đồ đệ Dương Quốc Trung này, làm sư phụ Dương Vấn Thiên rất hài lòng, cả đời lão ta đã từng thu nhận mấy đồ đệ, hoặc có thể nói là không có một đồ đệ nào có thể làm cho lão ta hài lòng. Đây là bởi vì Dương Vấn Thiên lão cực kỳ đam mê con đường trận pháp, tìm đồ đệ đương nhiên cần tìm người có thiên phú về trận pháp, hoặc là nói người thích con đường này giống như hắn mới có thể làm đồ đệ của hắn. Mà trước đây Dương Vấn Thiên lão phát hiện ra một người phàm ở sa mạc lại có thiên phú về trận pháp, hơn nữa sau này càng quan sát, lão ta phát hiện Dương Quốc Trung cũng say mê con đường trận pháp truyền thống, nhất là cảm thấy hứng thú với trận pháp truyền thống ở không gian cổ xưa. Điểm này rất phù hợp với sở thích của lão ta nên mới chính thức thu nhận Dương Quốc Trung làm đồ đệ. Hơn nữa, trong mắt Dương Vấn Thiên thiên phú tu luyện của đồ đệ Dương Quốc Trung này cũng không phải rất cao, mà lúc đó khi thu nhận Dương Quốc Trung làm đệ đệ, Dương Quốc Trung đã hơn 30 tuổi, các phương diện đều không tính là tốt nhất. Nhưng điều khiến Dương Vấn Thiên thật không ngờ chính là sau khi Dương Quốc Trung bái hắn làm sư phục lại bộc phát ra tinh thần tu luyện bền bỉ mà người bình thường khó có thể đạt được. Điểm này mới là điều khiến Dương Vấn Thiên yêu thích nhất. Trên phương diện nghiên cứu trận pháp, Dương Quốc Trung gần như có tinh thần giống như điên dại vật, có thể chịu khó đến mức không ngủ không nghỉ, về việc tu luyện lại càng có thể trả giá nỗ lực gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần người bình thường, có thể nói đến hai chữ điên dại. Cho nên Dương Vấn Thiên cho rằng Dương Quốc Trung tinh túy tu luyện thâm sâu của lão ta, thực ra, lúc lão ta còn trẻ cũng phải như thế, thường phải chịu khó. Cố gắng tu luyện gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần so với người cùng thế hệ mới trở thành tựu trận ma Dương Vấn Thiên. Đồ đệ Dương Quốc Trung này còn điên cuồng hơn người làm sư phụ như lão ta, cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi 12 năm đã từ một người phàm không hề có tu vi đạt được thành tựu xuất khiếu cảnh đại viên mãn mà rất nhiều tu chân giả dùng cả đời cũng khó có thể đạt được. Theo quan sát của lão ta, trong từ điển của Dương Quốc Trung chỉ có hai chữ tu luyện, thời gian 12 năm luôn luôn là như thế. Cũng vì vậy mà trong Dương gia có một biệt danh là tiểu trận ma. Đương nhiên Dương Vấn Thiên cũng biết, sở dĩ đồ đệ chịu khó tu luyện như thế này thật ra chính là vì trở về quê hương Trung Quốc của mình. Đương nhiên Dương Vấn Thiên cũng biết về Trung Quốc, đó là một giới thuộc về ngoại giới của Sơn Hải giới. Ở thời cổ đại đã có một đại năng giả tách giới đó ra ngoài, một bên là nội giới Sơn Hải giới tất cả đều là tu chân giả, một bên là ngoại giới Sơn Hải giới chủ yếu là người phàm.
Dương Quốc Trung chăm chỉ nghiên cứu trận pháp chi đạo chính là hy vọng có một ngày có thể khôi phục đại trận không gian nối liền Sơn Hải giới và Trung Quốc để trở về. Lão ta nhớ Dương Quốc Trung đã từng nói, ở Trung Quốc có vợ con. Cũng chính vì nhớ nhung vợ già con thơ mới trở thành Dương Quốc Trung như ngày hôm nay. Dương Vấn Thiên cũng ủng hộ việc này, thậm chí giúp đồ đệ tìm kiếm trận pháp liên thông Sơn Hải giới với Trung Quốc, đáng tiếc là đã bị hủy diệt từ lâu rồi, những thứ có thể lưu lại đều là tàn trận. Lão ta biết những trận pháp này là không cách nào khôi phục, thế nhưng trên lý thuyết chỉ cần trình độ trận pháp cao thâm là có thể khôi phục, thậm chí có thể cưỡng chế bố trí không gian đại trận. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng đối với đồ đệ Dương Quốc Trung luôn là một tâm niệm. Dương Vấn Thiên rất hài lòng về đồ đệ này, nghe thấy bạn già Mạnh Trường Thanh khen ngợi như thế, lão ta cũng không nhịn được cười ha ha. Lúc này, Dương Vấn Thiên chỉ vào Dương Bách Xuyên đứng ở phía sau Mạnh Trường Thanh nói, vị đạo hữu này tên là Dương Bách Xuyên, chính là môn chủ của lão Mạnh, đứng đầu của một môn phái, cũng là thiên chi kiêu tử, nhìn tuổi tác có vẻ còn trẻ mà đã có tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ, những người trẻ tuổi các ngươi nên trao đổi nhiều hơn. Ở trong mắt Dương Vấn Thiên, bất kể là Dương Bách Xuyên hay là đồ đệ Dương Quốc Trung thì đều là thanh niên, tu chân không quan tâm đến ngày tháng. So sánh với lão già như lão ta và Mạnh Trường Thanh thì Dương Bách Xuyên và Dương Quốc Trung đích thật là thanh niên. Nếu Mạnh Trường Thanh đã khen đồ đệ Dương Quốc Trung, Dương Vấn Thiên cũng phải cho Mạnh Trường Thanh một chút mặt mũi, khen Dương Bách Xuyên một chút. Lúc giới thiệu Dương Bách Xuyên, Dương Vấn Thiên đột nhiên cảm giác có gì đó bất thường, bầu không khí rất lạ. Chỉ thấy đồ đệ Dương Quốc Trung đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Dương Bách Xuyên đứng ở phía sau Mạnh Trường Thanh. Mà Dương Bách Xuyên cũng nhìn thẳng về phía Dương Quốc Trung. Lúc này, lẽ ra hai người nên hành lễ chào hỏi nhau một phen mới đúng, nhưng hai người gần như đều đứng bất động giống nhau, chỉ đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của bọn họ, Dương Vấn Thiên thấy được cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Thấy vậy, Dương Vấn Thiên cũng không giới thiệu được nữa, lúc này trong đầu lão ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Đồ đệ Dương Quốc Trung họ Dương, Dương Bách Xuyên cũng họ Dương. Nhìn diện mạo và cảm nhận bầu không khí, giữa bọn họ hình như. Vấn Thiên lão đầu, dẫn ta đi tham quan tòa tháp 9 tầng của Dương gia ngươi một chút đi. Mạnh Trường Thanh trước tiên phát hiện cả người Dương Bách Xuyên run rẩy, tâm trạng có vẻ bất thường, ông ta đột nhiên nói với Dương Vấn Thiên. Mạnh Trường Thanh thấy được hai tròng mắt ướt át của Dương Bách Xuyên và cả người Dương Quốc Trung run rẩy, cuối cùng có thể xác định, môn chủ nhà mình đã tìm đúng người, lập tức lên tiếng kéo Dương Vấn Thiên tạm thời rời đi. Dương Vấn Thiên cũng không hồ đồ, sau khi ồ lên mới phản ứng lại rồi dẫn theo Mạnh Trường Thanh đi thẳng lên tầng 2. Chờ sau khi hai người rời đi, nô đa tầng thứ nhất tháp 9 tầng, Dương Bách Xuyên và Dương Quốc Trung đứng cách nhau 3 mét, lẳng lặng nhìn nhau. Về phần Dương Bách Xuyên, sau khi hắn thấy rõ diện mạo của Dương Quốc Trung, trong đầu trước tiên nhớ lại ảnh chụp của cha ở nhà, trong ấn tượng của hắn, gương mặt của cha mơ hồ nhưng hắn rất hay xem lại ảnh chụp. Ông ấy, chính là cha mình. Ngay giây phút nhìn thấy rõ, trong đầu Dương Bách Xuyên oang oang một tiếng, rơi vào trống rỗng, cuối cùng hắn cũng gặp được người cha mà từ nhỏ hắn đã khát khao nhìn thấy. Hai tròng mắt ướt át đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mà cả người của người trung niên đứng đối diện cũng run rẩy, hai hàng nước mắt trong suốt tràn ra. Mấy chục năm chưa từng gặp lại, nhưng huyết thống tình thân vô cùng kỳ diệu. Cha con gặp nhau, máu mủ ruột già không ai nói câu nào nhưng đã biết người đó chính là đối phương. Từ sau khi Dương Quốc Trung nhìn thấy rõ Dương Bách Xuyên, ông đã cảm thấy mình và người thanh niên tóc trắng này dường như có quen biết, loại cảm giác quen thuộc không nói thành lời. Biết được nhờ giới thiệu của sư phụ Dương Vấn Thiên, sau khi nghe được cái tên Dương Bách Xuyên, cơ thể của ông muốn nổ tung. Máu trong cơ thể như đang bốc cháy. Dương Bách Xuyên. Cái tên mà ông nhớ nhung từng ngày từng đêm trong suốt 60 năm qua, quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa, bởi vì đây là tên mà ông và vợ của mình cùng nghĩ ra để đặt cho đứa con trai của họ. Chẳng trách ông lại có cảm giác huyết mạch. Đợi sau khi sư phụ Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh rời đi, Dương Quốc Trung mơ hồ nhìn về phía người thanh niên đang đứng cách 3 thước. Đàn ông chẳng dễ gì rơi nước mắt, là một người lính, trong từ điển cuộc đời ông chỉ có đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng giây phút này, Dương Quốc Trung đã bật khóc, ông khóc không ra tiếng. Đối mặt với người thanh niên tóc trắng, gương mặt vô cùng rõ ràng,
có nét giống với vợ của ông đến 7 phần. Ông nhận ra ngay lập tức, đó là người con trai mà ông ngày đêm mong nhớ, Dương Bách Xuyên. Đôi môi Dương Quốc Trung run rẩy, cậu có thể nói cho tôi biết. Cậu tới từ đâu không? Dương Bách Xuyên giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào trả lời, quê của tôi ở một nơi gọi là Trung Quốc, tôi tới từ trái đất Hích Tỉnh, thôn Dương Gia, ba tôi tên Dương Quốc Trung, năm tôi 4 tuổi, ông ấy tới Tây Vực chấp hành nhiệm vụ rồi vĩnh viễn bỏ mạng trong sa mạc, sống không thấy người chết không thấy xác, tôi và bà nội vẫn luôn tin tưởng, ông ấy vẫn còn sống, ngài có thể nói cho tôi biết, cha tôi đang ở đâu không? Con trai. Dương Quốc Trung không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa, ông bật khóc, dùng hết sức lực gọi một tiếng, con trai. Cha. Tiếng xưng hô này là cách gọi riêng của Trung Quốc, Dương Bách Xuyên cũng đỏ mắt gọi ông. Dương Quốc Trung nhào tới ôm chặt Dương Bách Xuyên vào lòng, ông sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Lúc này, cha con họ không cần hỏi thêm cũng biết đối phương chính là người thân của mình. Dương Quốc Trung khóc lớn thành tiếng, bao nhiêu năm nay. Không lúc nào là ông không nhớ tới con trai và người thân của mình. Cũng chính niềm tin này mới giúp ông không gục ngã, chờ được tới ngày cha con nhận nhau. Cả hai cha con đều rất xúc động, cảm xúc cất giấu trong lòng nhiều năm đều được bộc lộ. Nửa tiếng sau, hai cha con mới buông nhau ra, Dương Quốc Trung gạt nước mắt, áy náy nói, con trai, bà nội. Em gái con có khỏe không? Sao con tại tới Sơn Hải giới? Dương Quốc Trung vừa lên tiếng đã hỏi rất nhiều chuyện. Cha từ từ nghe con nói. Hai cha con họ ngồi xuống, Dương Bách Xuyên bắt đầu kể từ người thân. Sau khi Dương Quốc Trung nghe tin mẹ mình đã qua đời, ông lại càng không khống chế được cảm xúc, vẻ mặt vô cùng tự trách, nhưng Dương Bách Xuyên cũng an ủi, bà nội hắn đi rất thanh thản. Dương Bách Xuyên kể lại những chuyện mình đã trải qua cho Dương Quốc Trung nghe rồi mới bắt đầu hỏi, cha. Năm đó vì sao cha lại tới Sơn Hải giới vậy? Dương Quốc Trung hít sâu một hơi rồi châm một điếu thuốc. Thuốc này là do Dương Bách Xuyên mang theo từ trái đất. Trong trí nhớ mơ hồ, hắn nhớ ra cha mình cũng hút thuốc. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên lấy thuốc ra đưa cho ông. Đôi khi, đàn ông hút thuốc là để giảm bớt đi áp lực và cảm xúc trong lòng. Năm đó, trong lúc thi hành nhiệm vụ, cha bị cuốn vào trong bão cát rồi mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại thì đã ở Sơn Hải giới, khi đang hấp hối thì gặp được sư phụ Dương Vấn Thiên. Sau đó, cha vẫn luôn tìm đường về nhà, nhưng tiếc là qua nhiều năm như vậy, trận pháp không gian giữa Sơn Hải giới và trái đất mà cha tìm được thì đều đã bị phá hủy. Muốn khôi phục lại thì phải có tu vi trận pháp thâm hậu, cha tu luyện tới bây giờ vẫn chưa có năng lực đó. Nghe được những gì mà cha mình đã trải qua, Dương Bách Xuyên cũng sụt sịt. Có điều hắn nhanh chóng nghĩ tới lần bị giam này của cha, thậm chí là xông vào cấm địa của Nghiêm gia. Lúc trước, nghe người thanh niên kia nói, cha hắn xông tới khu vực cấm của Nghiêm gia là bởi vì biết được, Nghiêm gia có một người phụ nữ là vợ của ông. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi cha có tin tức gì của mẹ con không? Năm ấy, khi mẹ biết được cha hy sinh trong nhiệm vụ, mẹ đã tới sa mạc Tây Vực để tìm cha. Sau đó thì cũng giống cha, biến mất không một tung tích. Con đoán, có lẽ mẹ cũng đã tới Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên vừa nói ra lời này, hắn lập tức cảm nhận được cha mình tràn ngập sát ý, đúng, chính xác là mẹ của con. Trái tim Dương Bách Xuyên run lên, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, không ngờ thật sự là mẹ, điều này nghĩa là, một nhà bọn họ có thể đoàn tụ với nhau, đúng không? Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại thấy có gì đó không đúng. Bởi vì toàn thân phụ thân Dương Quốc Trung lúc này tràn đầy sát khí, chứng tỏ. Trong chuyện này còn có ẩn tình, tâm trạng vui sướng lập tức chuyển thành lo lắng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cha mình, ông nói tiếp, 10 năm trước, cha vô tình nghe được tin tức của mẹ con ở chợ phiên của tứ đại gia tộc. Khi đó, ta thay sư phụ tới chợ phiên mua linh dược, lúc đi ngang qua một tiệm tranh, ma xui quỷ khiến thế nào lại vào trong xem thử, con không biết. Khi còn trẻ mẹ con vẽ tranh rất đẹp, cha cũng là thấy vật nhớ người. Nào ngờ, trong tiệm tranh tình cờ gặp được người làm của Nghiêm gia, bọn họ tới đổi một bức tranh, lúc đó nhìn thấy phong cách vẽ quen thuộc, rất giống với mẹ của con, nhìn kỹ dòng chữ thì quả đúng là như vậy. Sau đó, cha bắt một người làm của Nghiêm gia để tra khảo thì mới biết được, bức tranh đó là đồ vật của một người làm khác ở Nghiêm gia, đó là tác phẩm mà hắn ta đoạt được từ mẹ con.
Truy hỏi mới biết, mẹ con đã ở Nghiêm gia từ mấy chục năm trước, rất có khả năng tình cảnh của bà ấy cũng giống với cha, nhưng gã người làm kia nói, Nghiêm gia có một đệ tử thuộc dòng chính, bởi vì, dù sao thì tên xúc sinh kia muốn cưới mẹ của con, cuối cùng thì mẹ con không chịu nên mới bị đẩy vào đấm địa của Nghiêm gia. Nhoáng một cái, bà ấy đã ở cấm địa Nghiêm gia mấy chục năm rồi, nhưng tới tận 10 năm trước cha mới biết được tin tức của bà ấy, may mà tổ tiên Nghiêm gia không cho phép tiền vào cấm địa, bằng không thì năm đó mẹ con đã chết rồi. Thế nhưng, bọn họ đẩy mẹ con vào cấm địa Nghiêm gia, món nợ này ca nhất định sẽ đòi, muốn trách thì chỉ trách tu vi của cha không tốt, khó khăn lắm mới tu luyện tới cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn để đi tới cấm địa Nghiêm gia, nhưng vẫn thất bại. Khi nghe Dương Quốc Trung nói, vẻ mặt ông cực kỳ thống khổ, cũng tràn đầy tự trách và căm hận với Nghiêm gia. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi nhưng cũng không nói gì, có điều móng tay đã bấm chặt tới bật máu. Lúc này, Dương Bách Xuyên biết cha mình Dương Quốc Trung so với người con trai là hắn còn đau khổ hơn gấp bội, ông dùng tu vi xuất khiếu đại viên mãn xông tới cấm địa Nghiêm gia, không bị Nghiêm Cơ Sơn và Nghiêm Tông Thanh giết chết đã là may mắn. Khoảng cách giữa cảnh giới xuất khiếu và phân thần lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, cả hai cha con đều trầm mặc. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cha, con sẽ đi cứu mẹ ra ngoài. Lời này vừa nói ra, vô cùng kiên định, cũng tràn ngập sát ý. Dương Quốc Trung vui mừng nói, con có lòng là được rồi, cứu mẹ là việc của cha, tu vi hiện tại của con là xuất khiếu hậu kỳ, không thể ngăn được công kích từ hai lão tổ của Nghiêm gia, sư phụ Dương Vấn Thiên đã truyền thụ cho cha một bộ trận pháp, những năm qua cha cũng có chút thu hoạch, đợi thêm một thời gian nữa, cha lĩnh hội thông suốt trận pháp sẽ đi cứu mẹ con ra ngoài. Còn về an nguy của bà ấy thì tạm thời con không cần lo lắng, những năm nay cha vẫn luôn nghe ngóng, người làm ở Nghiêm gia nói, bên trong cấm địa luôn truyền ra tiếng kêu la, có lẽ là mẹ của con, điều này chứng tỏ bà ấy ở bên trong, mặc dù không thể ra ngoài nhưng vẫn còn sống. Cho dù là phải liều cái mạng già này thì cha cũng sẽ đi cứu mẹ con. Mà nhiệm vụ của con là chăm sóc cho tất cả những người ở Vân Môn, nếu đã là môn chủ thì con phải có trách nhiệm, yên tâm đi. Tin tưởng cha, nhất định sẽ cứu được mẹ con ra ngoài. Đợi cha mình nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn cũng không nói thêm, nhưng trong lòng đã thầm thề, nhất định sẽ đi cứu mẹ mình, còn Nghiêm gia, đương nhiên hắn sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá thật lớn, nếu như mẹ hắn xảy ra chuyện gì không hay, hắn thề sẽ để toàn bộ Nghiêm gia chôn cùng. Dương Bách Xuyên không muốn cha mình lo lắng, ở thời điểm này hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng có thể chứng minh. Kỳ thật cha hắn Dương Quốc Trung còn khó chịu hơn gấp trăm lần, ông sốt ruột muốn cứu mẹ hắn ra ngoài hơn bất kỳ một ai khác. Mà cấm địa Nghiêm gia là một nơi thế nào, chắc chắn không phải là đất lành, nghĩ tới việc có lẽ mẹ mình đang chịu khổ ở bên trong. Là một người con trai, trong lòng hắn như đang rỉ máu. Khó khăn lắm, ông trời mới cho hắn có được tin tức của cha mẹ, Dương Bách Xuyên xin thề. Dù cho thịt nát xương tan thì hắn cũng sẽ không để mất đi họ nữa, bà nội đã không còn, hắn không muốn mất thêm một ai nữa. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của cha mình, không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại có chút sợ hãi, hắn sợ cha mình sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cha mình có khả năng sẽ đi mạo hiểm, nhất định là ông còn có chuyện muốn giấu hắn. Cha con Dương Bách Xuyên gặp nhau, không để ý thời gian đã nói chuyện cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, vẫn là Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên không đợi nổi nữa, bọn họ đi từ lầu 2 xuống, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cha con. Sau khi trao đổi một hồi, tất cả quyết định đi tới khu cấm núi Giao Trì ở phía nam trước, bố trí trận pháp mới cho Vân Môn, dù sao thì cũng là vì an nguy của mấy trăm đệ tử. Mà Dương Quốc Trung cũng muốn gặp con gái Dương San San, cả hai bé Đoàn Đoàn và Viên Viên của Dương Bách Xuyên, đương nhiên còn có cháu ngoại Tiểu Mạn Mạn. Dương Quốc Trung thầm nghĩ, sau khi gặp mặt tất cả người thân, ông sẽ đi tới Nghiêm gia, nếu như không cứu được vợ ra ngoài thì sẽ chết ở trong cấm địa. Đương nhiên, ông sẽ không nói cho Dương Bách Xuyên biết suy nghĩ của mình. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn tự có cách riêng của mình, trở về cấm địa ở phía nam khôi phục lại truyền tống trận, đợi bố trí trận pháp phòng ngự cho Vân Môn xong, hắn sẽ đi Nghiêm gia để cứu mẹ. Hai cha con đều không muốn người còn lại lo lắng. Bọn họ đều muốn tự mình đi.
Dương Vấn Thiên đã đồng ý đi khôi phục trận pháp, ông cười nói, dù cho không có quan hệ với Mạnh Trường Thanh, chỉ riêng chuyện Dương Bách Xuyên là con trai của đệ tử mình, ông cũng sẽ không bỏ mặc. Dương Bách Xuyên nhìn Dương Vấn Thiên bằng ánh mắt biết ơn, nếu không có ông thì sợ là cha của hắn đã không còn. Sau khi Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh bước từ lầu 2 xuống, Dương Bách Xuyên cung kính hành lễ với Dương Vấn Thiên, Dương Bách Xuyên bái kiến sư công, cảm tạ ơn cứu mạng của sư công với phụ thân. Được rồi, đứa trẻ ngoan, mau mau đứng dậy. Mạnh Trường Thanh đã nói cho Dương Vấn Thiên biết mối quan hệ giữa Dương Quốc Trung và Dương Bách Xuyên, lão cũng rất vui vì đồ đệ của mình có thể gặp lại đứa con trai của mình. Mà Dương Bách Xuyên vẫn giữ lễ lại Dương Vấn Thiên 3 cái, mặc dù hắn từng đồng ý với sư phụ, hắn sẽ không tùy tiện quỳ gối, nhưng đối với vị sư công này, hắn thật sự biết ơn ông, trong lòng hắn, vị trí của cha mẹ là không thể nào thay thế, người cứu mạng cha hắn đáng được kính trọng, bái tạ. Mạnh Trường Thanh đã nói qua câu chuyện của Dương Bách Xuyên, Dương Vấn Thiên lại càng thích Dương Bách Xuyên hơn, dù sao thì đây cũng là đồ tôn của mình, như vậy thì vai vế của ông sẽ cao hơn Mạnh Trường Thanh một bậc. Nghĩ tới đây, tâm tình của Dương Vấn Thiên càng trở nên vui vẻ. Mặc dù, ông và Mạnh Trường Thanh tình bạn tôn trọng lẫn nhau, nhưng tính cách của hai người cũng không hợp, sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến cho Dương Vấn Thiên cao hơn Mạnh Trường Thanh một bối phận. Nhìn dáng vẻ buồn bực của Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên lại muốn cười. Chấm chấm chấm. Sau khi bốn người bước ra khỏi tháp 9 lầu, bọn họ quyết định đi thẳng tới vùng cấm phía nam, còn về cấm túc Dương Quốc Trung, hiện tại đã bị Dương Vấn Thiên trực tiếp bỏ quên, cho Nghiêm gia một lời giải thích, một câu đã đẩy hết cho gia chủ Dương gia, dù sao thì đây cũng là vấn đề thể diện của Nghiêm gia, sau khi lão thái quân ra tay, tạm thời Nghiêm gia sẽ không làm ầm ĩ. Tới Dương gia, Dương Bách Xuyên cố ý hỏi Dương Vấn Thiên, sư công, người không làm gì Nghiêm gia, bọn họ sẽ không tới gây rắc rối chứ. Dương Vấn Thiên cười ha ha, nhóc con, sư công biết tâm tư của ngươi, ngươi yên tâm, Dương gia chúng ta cũng không yếu như vậy, nếu như Nghiêm gia thật sự muốn làm tới, bọn họ cũng không có lợi lộc gì. Hôm qua, hai huynh đệ Nghiêm gia la hét muốn xông vào tháp 9 tầng của Dương gia, cho dù bọn họ có muốn xông vào thì cũng không có lá gan đó. Huống cho trận pháp của sư công ngươi vẫn còn đó, bọn họ có thể vào được hay sao? Cho dù vào được, hắc hắc, dưới tháp 9 tầng còn có một vị lão tổ tông, đây chính là bí mật của Dương gia, rất ít người biết được. Hơn nữa, cha ngươi là đồ đệ của ta không quan tâm mà được sao? Thật ra, nếu không phải nể mặt lão thái quân, Dương gia và Nghiêm gia sớm đã đánh nhau rồi, Thông gia, đã cách xa mấy trăm năm rồi, quan hệ giữa hai nhà đã sớm phai nhạt. Nói cho ngươi thêm một bí mật, cha ngươi hay thậm chí là ngươi, còn cả rất nhiều người ở Trung Quốc, thật ra các người đều là con cháu Dương gia, tổ tiên đã ghi chép lại, thế hệ trước của Dương gia, sau khi tới Trung Quốc thì không trở lại nữa. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, quan hệ huyết mạch cũng đã nhạt dần, nhưng Dương gia ở Trung Quốc và Sơn Hải giới chúng ta đều có chung một nguồn cội, đây cũng là nguyên nhân chính vì sao năm đó ta lại thu nhận cha ngươi làm đồ đệ. Thế nên tiểu tử ngươi yên tâm, nếu tương lai, cha con ngươi thật sự làm loạn với Nghiêm gia, sư công sẽ đứng về phía hai người, ha ha. Dương Vấn Thiên rất sảng khoái, dù sao thì lão ta cũng đã tu luyện hơn nghìn năm, sao lại không nhìn thấu câu thăm dò của Dương Bách Xuyên, nhưng lão cũng thể hiện rõ thái độ của mình. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên lại càng có cảm tình với vị sư công hời này. Sáng sớm hôm sau, bốn người chạy không ngừng tới khu cấm núi Giao Trì ở phía nam. Mọi chuyện đều rất tốt, không có sự cố xảy ra, Dương Bách Xuyên thở một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay, vùng cấm phía nam không có tam đại yêu tu tỏa chấn, bốn phương tám hướng đều có khe hở, khó tránh khỏi sẽ có người đi nhầm, hoặc là sẽ kinh động tới Viên Nhật Tân. Vì thế, mỗi lần Dương Bách Xuyên ra ngoài đều rất lo lắng. Ma mà hôm nay mời được ma trận Dương Vấn Thiên tới, còn là sư phụ của cha mình, cũng có thể xem như người thân, ông ấy sẽ liên hợp với Mạnh Trường Thanh để bố trí trận pháp, nhất định sẽ cho Vân Môn một môi trường tu luyện cường đại mới. Sư công hời của hắn có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, hiện tại Mạnh Trường Thanh cũng đã đạt tới phân thần, hai người họ bày binh bố trận, Dương Bách Xuyên tin chắc hai người sẽ bày ra được trận pháp phòng ngự có 102 ở Sơn Hải giới. Sau khi trở về đại điện Vân Môn, chuyện đầu tiên Dương Bách Xuyên làm là tuyên bố phụ thân đã trở về,
để tất cả mọi người gặp nhau, giới thiệu sư công Dương Vấn Thiên một cách long trọng, hắn cũng nói cho mọi người biết, trận pháp Vân Môn sẽ do sư công Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh giải quyết. Sau khi tất cả gặp mặt, mọi người đều ra khỏi đại điện, bên trong chỉ còn lại gia đình Dương Bách Xuyên. Muội muội Dương San San không ở đây, Lưu Tích Kỳ cũng đang bế quan, sau khi Dương Quốc Trung trở lại, hắn liền vội vã đi gọi Dương San San xuất quan. Trong đại điện chỉ còn Dương Bách Xuyên và các vợ của hắn. Đối mặt với phụ thân Dương Quốc Trung, Dương Bách Xuyên đỏ mặt bắt đầu giới thiệu từ Triệu Nam, cha, đây là Triệu Nam, Nam Nam, mau dẫn Viên Viên tới gặp phụ thân. Con dâu Triệu Nam gặp qua phụ thân, Triệu Nam ôm con gái một tuổi rưỡi hành lễ với Dương Quốc Trung. Tốt, tốt lắm, đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy. Dương Quốc Trung không hề để ý tới việc con trai mình có nhiều vợ, ngược lại, ánh mắt ông lại thấm ướt. Viên Viên, mau gọi ông nội, Triệu Nam nói với con gái. Ông nội, ôm ôm đôi mắt Viên Viên đen láy, giống hệt như một búp bê sứ, bé con vươn hai tay nhỏ bé về hướng Dương Quốc Trung đòi bế. Ôi, cháu gái ngoan, ông nội bế, ông nội bế. Ở Sơn Hải giới 60 năm, không có ngày nào là Dương Quốc Trung thô nhớ người nhà, ông chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày gặp được con trai mình, còn được bế cháu. Sau khi đứng dậy, vành mắt ông đỏ hoe, âu yếm ôm lấy cháu gái Viên Viên vào trong lòng. Lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn không nói gì, con trai Đoàn Đoàn không dám, bé con ở trong lòng Viên Kim Phượng gọi lớn, Đoàn Đoàn cũng muốn ông nội bế thằng bé rất nghịch ngợm, lại mấy gì cương chiều, Đoàn Đoàn rất can đảm, hơn nữa còn là con trai của Dương Bách Xuyên, nói đúng ra là thế hệ thứ hai, tuy mới một tuổi rưỡi nhưng khí phách người người. Một tiếng gọi ông nội khiến cho Dương Quốc Trung cực kỳ vui sướng, ông vội vàng ôm Đoàn Đoàn vào lòng, một tay ôm cháu gái, một tay ôm cháu trai. Trái tim Dương Quốc Trung như bị tan chảy, ông tự lẩm bẩm, Uyển Nhi, bà đợi thêm một chút, thấy cháu nội của chúng ta, tôi thật sự không nỡ, đợi tôi ở bên cạnh cháu nội rồi sẽ tới tìm bà. Con dâu Viên Kim Phượng gặp qua phụ thân, Viên Kim Phượng vẫn luôn căng thẳng, sau khi nhìn thấy con trai mình được cha chồng ôm ấp âu yếm thì mới yên tâm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ con trai Đoàn Đoàn theo họ Viên của nàng nên sẽ bị cha chồng ghét bỏ, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ngay sau đó, mấy người Lâm Hoan cũng tiến lên. Con dâu Lâm Hoan, Ninh Kha, Độc Cô vô tình gặp qua phụ thân. Ba người họ cho rằng mình chưa sinh được đứa trẻ nào cho Dương gia, vậy nên đứng trước Dương Quốc Trung cũng có chút cẩn trọng. Tốt, tốt lắm, đều là đứa trẻ ngoan, đứng dậy hết đi. Dương Quốc Trung vốn là người ít nói, nhưng sau khi bước vào đại điện Vân Môn, ông đã nói chữ tốt không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì sự ấm áp khi được đoàn tụ với gia đình khiến tâm trạng ông rất vui vẻ. Dương Quốc Trung cho mỗi người con dâu một món quà xem như là quà gặp mặt, sau khi ông lấy ra, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng giật mình, tất cả món đồ trong tay ông đều là thứ tốt. Mặc dù là linh thạch thượng phẩm, cũng không hiếm gặp ở Sơn Hải giới. Vốn dĩ, mấy người Triệu Nam còn có chút ngại ngùng khi nhận linh thạch thượng phẩm, nhưng không ngờ Dương Quốc Trung đưa tay ra. Ánh sáng nhiều màu lóe lên, lòng bàn tay ông xuất hiện hai khối linh thạch cực phẩm hình thoi. Dương Bách Xuyên cũng chưa từng thấy linh thạch cực phẩm này, nhưng mọi người đều biết tới thông qua sách cổ, linh thạch cực phẩm có thể gặp không thể cầu, không ngờ Dương Quốc Trung lại có được. Dương Bách Xuyên cười gian trá, cha, cha còn chuẩn bị cả quà cho con nữa sao, con không nhận đâu, cha giữ lấy cho mình đi. Ai mà biết, Dương Quốc Trung thoáng ngạc nhiên. Sau đó nói một cách đứng đắn, ta đâu có chuẩn bị cho con, hai khối linh thạch cực phẩm này là cho cháu nội của ta. Dương Bách Xuyên, lập tức cứng họng, hắn há to miệng mà không nói nên lời. Cái mặt này giống như bị vả một cú thật đau. Mấy người phụ nữ nhìn vẻ nghiêm túc của Dương Quốc Trung, quay sang thấy Dương Bách Xuyên như bị tấn công vạn đòn chí mạng, tất cả đều không nhịn được mà cười phá lên. Mọi người đều không nghĩ. Cha chồng mình lại có bộ dáng hài hước như vậy. Có điều, chỉ trong chớp mắt, sau khi Dương Quốc Trung đưa hai khối linh thạch cực phẩm cho Viên Viên và Đoàn Đoàn, không thèm để ý tới Dương Bách Xuyên, lúc này bọn họ mới biết Dương Quốc Trung không nói đùa, mà ông tính cách của ông vốn dĩ là như vậy. Dương Bách Xuyên rất phiền muộn, cha hắn không cho hắn chút thể diện nào. Đang định lên giọng phàn nàn thì bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa nghe thấy tiếng bước chân Dương Bách Xuyên đã biết là em gái Dương San San,
Quả nhiên, vừa quay đầu đã thấy đôi vợ chồng Son, em gái Dương San San và Lưu Tích Kỳ đã xuất hiện trước cửa đại điện. Có điều, khi cánh cửa mở ra, Dương San San lại dừng chân mà không bước vào. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được, suy cho cùng vẫn là nỗi sợ chưa bao giờ gặp gỡ. Từ nhỏ, khi Dương San San vừa khóc vừa nháo, mở miệng là gọi hai tiếng cha mẹ, là một người anh, Dương Bách Xuyên biết rõ hơn bất kỳ ai hết, em gái hắn mong ngóng cha mẹ như thế nào. Chỉ là, sau khi con bé lớn lên, hiểu chuyện, không nói ra. Dương Quốc Trung đang trêu đùa cháu nội, thấy Dương Bách Xuyên nhìn ra hướng cửa, cả người ông run lên, đây là... San San phải không? Đúng ạ, Dương Bách Xuyên gật đầu. Dương Bách Xuyên buông hai đứa cháu xuống, ông bước từng bước về cửa đại điện, làm cha sao lại có thể không sợ hãi. Ông có một đứa con trai và một đứa con gái, lần cuối cùng về nhà năm đó, khi ấy con trai đã 4 tuổi, nhưng đứa con gái còn chưa kịp chào đời, ông chưa từng gặp mặt con bé dù chỉ một lần, Dương Quốc Trung cực kỳ áy náy với đứa con gái này. Dương Bách Xuyên đỏ mắt, hắn đưa tay ngăn con gái mình, không cho bé con đi theo. Hắn biết cha và em gái của mình có rất nhiều tâm sự muốn giải bày, hắn ôm hai đứa nhỏ và mấy người vợ của mình đi tới thiền điện, để lại không gian cho em gái và cha. Khi Dương Bách Xuyên đi vào thiền điện, sau lưng hắn vang lên tiếng khóc nức nở của em gái. Hắn mỉm cười rồi lau sạch nước mắt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng chuyện cha mình và em gái gặp nhau, hiện tại nghe thấy tiếng khóc này, hắn liền biết đã không còn chuyện gì nữa rồi. Mấy người phụ nữ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Dương San San, bọn họ cũng đỏ vành mắt, những năm nay mọi người đều hiểu rất rõ về cô em chồng này, từ nhỏ đã không có cha mẹ, bây giờ tìm được cha, tất cả nỗi nhớ nhung kìm nén về cha mẹ trong suốt mấy chục năm cũng được bộc phát, vừa cảm động lại vừa hạnh phúc. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Dương Bách Xuyên rất bận rộn nhưng tâm trạng lại khá tốt. Phụ thân Dương Quốc Trung cũng không còn vẻ mặt khiến hắn lo lắng như trước, hắn chỉ sợ cha mình lén lút xông vào Nghiêm gia, như vậy chẳng khác nào là đi chịu chết. Vì thế, hắn đã đặc biệt thông báo cho em gái và mấy vợ của mình, ở cạnh ông nhiều hơn, để Đoàn Đoàn và Viên Viên, thêm cả cháu gái ngoại, mỗi ngày đều bên cạnh ông, để ông hưởng thụ tình thân, như vậy mới có thể giúp ông giảm bớt nỗi nhớ về mẹ ở trong lòng, còn hơn là để ông chạy tới Nghiêm gia. Mặc dù từ nhỏ đã không tiếp xúc với phụ thân, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể thấy được, phụ thân hắn là một người rất có trách nhiệm, ông muốn đi cứu mẹ thì nhất định phải đi. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên, chuyện này nên để đứa con trai này làm, khó khăn lắm mới tìm được cha, hắn không muốn xảy ra chuyện gì nữa. Dương Bách Xuyên nghĩ, tạm thời, mẹ hắn vẫn đang ở cấm địa Nghiêm gia, người của Nghiêm gia cũng không thể tiến vào, chắc là sẽ không có nguy hiểm. Đợi hắn xử lý ổn thỏa xong Vân Môn, hắn sẽ tới Nghiêm gia cứu mẹ. Không xử lý xong Vân Môn, hắn cũng không yên tâm. Thương lượng với Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh, dựa theo ý kiến của hai vị đại sư trận pháp, bọn họ bố trí một trận pháp cực lớn có thể bao phủ toàn bộ cấm địa phía nam đại diễn sinh trận. Đại diễn trận pháp được coi là một trận pháp tổng hợp, vừa công kích lại có thể phòng ngự, ưu điểm lớn nhất của nó là có diện tích bao phủ lớn. Lên tới 10 vạn dặm, vừa vặn với diện tích cấm địa phía nam. Có điều, theo ý của Mạnh Trường Thanh, tạm thời khoan hãng bố trí trận thế, đợi cổ trùng trong cơ thể lão được loại trừ, tu vi về đúng với thực lực của cảnh giới phân thần rồi sẽ bày trận, đến khi đó uy lực của trận pháo chắc chắn sẽ đạt cực hạn. Dương Bách Xuyên đã trao đổi với trùng tử, 3 tháng nữa thì cổ trùng trong cơ thể Mạnh Trường Thanh sẽ được loại bỏ, cũng có nghĩa là, 3 tháng sau, Mạnh Trường Thanh có thể tu luyện lại bình thường. Cảnh giới tu luyện của Mạnh Trường Thanh đã đạt tới phân thần, chỉ cần loại bỏ được cổ trùng trong cơ thể thì sẽ khôi phục, có đủ thiên tài địa bảo để chống đỡ. Lão có lòng tin, trong vòng 2 năm sẽ tiến vào phân thần sơ kỳ, sau đó có thể liên thủ với Dương Vấn Thiên để bày trận. Đối với người thường mà nói, 1-2 năm có thể là rất dài, nhưng với tu chân giả thì cũng chỉ bằng một lần bế quan mà thôi, chuyện này Dương Bách Xuyên có thể chấp nhận. Thế nên, đợi tu vi của Mạnh Trường Thanh tiến vào cảnh giới phân thần sẽ bố trí trận pháp. Dương Bách Xuyên đã dành 1 tháng chuyên tâm luyện chế mấy lò đan dược để Mạnh Trường Thanh tu luyện. 3 tháng trôi qua, hôm nay trùng tử chui ra từ trong cơ thể Mạnh Trường Thanh, cổ trùng trong cơ thể đã bị trùng tử cắn nuốt hoàn toàn, nguy cơ tiềm ẩn ngàn năm trong đan điền được tiêu trừ.
Hôm ấy, Mạnh Trường Thanh đã khóc lớn, sau đó cảm tạ Dương Bách Xuyên, tuyên bố bế quan, tập trung công phá cảnh giới phân thần. Lần này, trùng tử được lợi nhất, vừa chui ra đã nằm bò trên tóc Dương Bách Xuyên, tiến vào trạng thái ngủ say, chỉ để lại cho Dương Bách Xuyên một câu, chủ nhân, ta ăn no quá, phải đi ngủ. Dương Bách Xuyên thì cười khổ, rõ ràng là sau khi trùng tử cắn nuốt cổ trùng trong cơ thể Mạnh Trường Thanh thì sẽ bắt đầu một vòng tiến hóa mới. Cổ trùng trong cơ thể Mạnh Trường Thanh đã cắn nuốt chân khí cả nghìn năm, nói cách khác tức là, tu vi ngàn năm của Mạnh Trường Thanh đều bị cổ trùng cắn nuốt hết, còn trùng tử thì lại cắn nuốt cổ trùng có vui vi nghìn năm, không tiến hóa mới là lạ. Dương Bách Xuyên rất mong đợi lần thức tỉnh tiếp theo của trùng tử, không biết vật nhỏ sẽ tiến hóa tới cảnh giới nào. Hắn có linh cảm, đợi sau khi trùng tử luyện hóa xong thì sẽ rất cường đại. Cùng ngày hôm đó, phụ thân hắn cả ngày tận hưởng hạnh phúc của gia đình cùng với Đoàn Đoàn, Viên Viên và cháu gái ngoại Dương Quốc Trung cũng tuyên bố bế quan, nói là có cảm ngộ về trận pháp. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên rất lo lắng, lúc hắn và cha gặp nhau, hắn nhớ ông đã từng nói muốn đi cứu mẹ, đợi ông luyện chế ra trận pháp đột phá gì đó thì sẽ xông tới Nghiêm gia. Nói cách khác, sau 3 tháng ở núi Giao Trì, cha hắn vẫn quyết định phải đi cứu mẹ, tuyên bố bế quan để lĩnh hội trận pháp. Xem ra là muốn tới Nghiêm gia. Dương Bách Xuyên rất khó ngăn cản được chuyện này. Nhưng hắn cũng phải chuẩn bị làm chút chuyện, không thể để cha mình đi mạo hiểm, nếu đi thì phải hai cha con cùng đi. Hắn tìm Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ dặn dò, để hai người họ âm thầm canh giữ nơi phụ thân bế quan, ông vừa xuất quan thì thông báo cho hắn biết, dù sao thì cũng không được để phụ thân đi liều mạng. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên và Dương Vấn Thiên đi kiểm tra vấn đề khôi phục đại trận truyền tống ở trung tâm vùng cấm phía Nam. Dương Vấn Thiên nói có thể khôi phục nhưng cần thời gian, có thể là 1 năm, cũng có thể là 2 năm, tóm lại là có thể phục hồi. Điểm này thì Dương Bách Xuyên hiểu, trong lòng cũng vui vẻ, nghe sư công Dương Vấn Thiên giảng giải, đại trận truyền tống thật sự có thể nối thông tới 4 địa hạt của Sơn Hải Giới và 5 châu lớn của địa hạt Đại Sơn. Đương nhiên là cũng tổn hao rất lớn, Dương Bách Xuyên gần như là lấy ra tất cả thiên tài địa bảo tích lũy trên người mình, giao cho Dương Vấn Thiên để khôi phục đại trận truyền tống. Có điều, cho dù là như vậy thì vẫn thiếu rất nhiều vật liệu, may mà người hắn gặp được lại là trận ma có sở trường về trận pháp truyền tống Dương Vấn Thiên, những thứ khan hiếm còn thiếu đều được Dương Vấn Thiên bổ sung. Sau khi Dương Vấn Thiên tập trung vào khôi phục đại trận truyền tống, Dương Bách Xuyên cũng tuyên bố bế quan. Thật ra, hắn gấp gáp muốn đi cấm địa Nghiêm gia hơn bất kỳ ai khác, hắn tới để tìm mẹ, vì thế nên Dương Bách Xuyên bế quan, bắt đầu nâng cao thực lực tu vi. Nói tới tu vi, Dương Bách Xuyên muốn từ xuất khiếu hậu kỳ lên đại viên mãn trong thời gian ngắn thì quả thật là rất khó, vì thế sau khi bế quan, hắn đã chuẩn bị tốt để lĩnh ngộ tu luyện kiếm kỹ thần thông. Trong đầu hắn có kiếm quyết Hắc Liên, nhưng đáng tiếc là trong ý thức chỉ truyền tới một chiêu kiếm pháp Nhất Kiếm Nhất Hắc Liên. Mặc dù chỉ có một chiêu nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị lĩnh hội chiêu kiếm quyết này. Sau đó, còn có kiếm quyết Toàn Phong mà hắn đoạt được từ trên người của Tiền Bất Hoán, đây cũng là kiếm quyết thần thông, tổng cộng có 3 chiêu, nhưng chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, hắn chưa từng tu luyện qua. Dương Bách Xuyên tin, chỉ cần hắn muốn thì sẽ có thể tu luyện thành thạo được cả, và sức chiến đấu tăng lên tầng cao hơn. Nhất là, sau khi lĩnh ngộ một phen, hắn lại cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, uy lực vô cùng mạnh. Dương Bách Xuyên xem nhẹ Nhất Kiếm Nhất Hắc Liên, sức mạnh của nó còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dương Bách Xuyên tiến sâu vào núi Giao Trì, về cơ bản đã thoát khỏi ranh giới của Châu Tây Sơn sang địa hạt Đại Hoang, hắn tới đây là để tu luyện kiếm kỹ thần thông. Tìm một nơi dưới thác nước trăm trượng, bắt đầu tu luyện. Đứng trong hồ nước lạnh lẽo với kiếm đồ long trên tay. Trong đầu hắn hiện ra chiêu kiếm kỹ thần thông, Nhất Kiếm Nhất Hắc Liên. Tu luyện kiếm kỹ thần thông phải kết hợp cả chân khí và thần hồn để thi triển chiêu thức trong đầu, chân khí và thần hồn càng cường đại thì uy lực kiếm kỹ càng lớn. Chiêu kiếm chợt hiện ra trong đầu hắn. Dương Bách Xuyên cũng không thật sự nghiên cứu hay lĩnh ngộ, khi đó hắn chỉ thi triển một cách máy móc, hiện tại khi nghiêm túc cảm ngộ lại thì mới phát hiện, chiêu kiếm này không hề tầm thường. Nhất Kiếm Nhất Hắc Liên. Thật ra đây vẫn chưa phải những gì tinh hoa nhất, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Đây là kết quả cảm ngộ của Dương Bách Xuyên sau khi không ngừng luyện tập dưới nước cả tháng trời. Chân khí và thần hồn được kết hợp khi xuất kiếm, cộng thêm khống chế suy nghĩ, uy lực trong kiếm hội tụ lại thành một đóa kiếm khí hắc liên. Thế nhưng qua một tháng lĩnh hội, Dương Bách Xuyên phát hiện, chỉ cần có năng lực khống chế ý thức cường đại thì có thể thi triển hai đóa hắc liên cùng một lúc. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng thực hành lại là một chuyện khác. Nói cách khác, trước kia hắn đã hiểu sai. Lúc đó, khi chiến đấu với Tiền Bất Hoán, trong đầu hắn đã xuất hiện kiếm kỹ thần thông nhất chiêu nhất hắc liên của. Thật ra không phải như vậy, dưới sự khống chế ý nghĩ, một kiếm có thể hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám thành 16. Hoàn toàn có thể trở nên vô hạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tiến hóa hắc liên không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói, mỗi lần biến hóa thì vô cùng gian nan, độ khó tăng lên gấp bội. Chung quy là phải tu luyện, không phải là chuyện đơn giản. Nhưng vẫn có cơ hội. Dương Bách Xuyên tin, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên thì nhất định sẽ có thể biến hóa. Nếu tiến hóa, uy lực kiếm hắc liên sẽ gấp bội thậm chí là gấp mấy lần. Thế nên, Dương Bách Xuyên cho rằng, hiện tại kiếm quyết hắc liên đã hoàn chỉnh, còn là một kiếm quyết thần thông cao cấp, bởi vì trên lý thuyết thì nó có thể không ngừng phát triển, còn chuyện có thể biến ra được bao nhiêu đóa kiếm khí hắc liên thì Dương Bách Xuyên cũng không thể nào tưởng tượng được. Không có so sánh thì không có chênh lệch, bởi vì đoạt được từ Tiền Bất Hoán, hắn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, vì thế trong mắt Dương Bách Xuyên, uy lực của đã thay đổi rất lớn. Theo lý thuyết thì kiếm quyết hắc liên có thể biến ra hàng ngàn kiếm quyết, chỉ cần tu luyện thành thì có thể thi triển cả ngàn kiếm chiêu. Nhưng kiếm quyết toàn phong mà hắn đoạt được của Tiền Bất Hoán lại không giống như vậy, chỉ có ba chiêu kiếm quyết. Ba chiêu kiếm quyết và hàng ngàn kiếm quyết. Vừa nhìn đã biết ai mạnh ai yếu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất tò mò, hắc liên ẩn mình ở sâu bên trong ý thức của hắn rốt cuộc là bảo bối có cấp bậc như thế nào. Nói là bảo bối cũng không đúng, dù sao thì cũng là hắc liên tử, không phải bảo bối, nó chính là hắc liên tử. Năm đó, hắn đoạt được ở bí địa Trường Bạch, tự xưng là liên tử đệ nhất hắc liên của Hồng Hoang, đệ nhất Hồng Hoang đã không còn, chỉ còn lại hắc liên tử. Cũng xem như là sống lại bằng cách khác, trở thành hắc liên liên tử, hiện tại đã cắm rễ sâu bên trong ý thức của Dương Bách Xuyên. Nói thật, hắc liên cắm rễ sâu trong đầu Dương Bách Xuyên, điều này khiến hắn hơi lo lắng, mặc dù nhìn qua thì liên tử đang giúp đỡ hắn, cho hắn. Nhưng cũng chính vì như vậy mới khiến Dương Bách Xuyên không yên tâm về liên tử. Có thể đưa ra lúc khó khăn, điều này chứng tỏ, liên tử là một thân thể có ý thức. Nếu như liên tử thật sự có ý thức, Dương Bách Xuyên cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao thì chẳng ai hy vọng, bên trong mình lại tồn tại một vật thể có ý thức. Chẳng may một ngày nào đó, liên tử lớn lên trong đầu hắn, biến thành một hắc liên. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện này Dương Bách Xuyên cũng không biết, nhưng hắn vẫn lo lắng. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn cũng không còn cách nào khác. Trong ý thức, hắn đã cảm nhận được hắc liên liên tử mấy lần, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, căn bản là cũng không biết rõ liên tử là cái gì, dù sao thì từ khi xuất hiện, Dương Bách Xuyên đã khẳng định liên tử không hề đơn giản. Nghĩ không ra cũng chẳng có cách nào, tạm thời không để ý tới nữa, việc quan trọng trước mắt là phải tu luyện, chỉ cần hắn có thể luyện hai đóa hắc liên trong cùng một kiếm khí, hắn sẽ có thể tới cấm địa Nghiêm gia để tìm mẹ. Trong đầu biến hóa vô số lần. Ba tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long trên tay, hắn bỗng nhiên mở mắt, vận công chân khí và thần hồn, vung ra một kiếm. Phụt phụt phụt. Sức mạnh chân khí cường đại hội tụ trên thân kiếm, phát ra một tiếng sắc lẹm. Ngay sau đó, kiếm đồ long sáng lên, lực lượng chân khí trên lưỡi kiếm màu bạc lập tức biến thành màu đen, một đóa hắc liên xuất hiện trên thân kiếm. Sức mạnh cường đại đã hội tụ thành một đóa hoa sen đen. Giây sau, hắc liên bay vụt về dãy núi phía xa. Ầm. Trong tiếng vang rung trời, ngọn núi sụp đổ. Tiếp đó, hắc liên nổ tung, xuất hiện 12 cánh hoa sen, rồi lại phát nổ. Ầm ầm ầm. Sau khi 12 cánh hoa sen lan rộng, cỏ cây ở nơi chúng đi qua đều hóa thành bột mịn. Vì thế, một chiêu này đã làm nổ tung tảng đá lớn 3 mét, hủy diệt toàn bộ cây cỏ trong phạm vi 12 mét.
uy lực vô cùng cường đại. Mạnh hơn rất nhiều kiếm chiêu thi triển khi đối phó với Tiền Bất Hoán, đây chính là thành công của 3 tháng cảm ngộ. Có điều, Dương Bách Xuyên lại không hề vui vẻ. Mặc dù uy lực vô cùng cường đại nhưng hắn biết mình đã thất bại. Bởi vì khi vung kiếm ra, vẫn chỉ xuất hiện một đóa hắc liên như cũ mà không phải là 2 đóa hắc liên. Hít sâu một hơi, hắn không hề nản chí, bắt đầu tu luyện kiếm quyết, một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần, không cần biết bao nhiêu lần, chỉ cần tu luyện thì sẽ thành công. Bởi vì hắn biết, trên lý thuyết, kiếm quyết hắc liên có thể không ngừng biến hóa. Hắn khẳng định suy nghĩ của mình không sai, vì vậy hắn quyết định tiếp tục tu luyện, ôn tập, tu luyện, cảm ngộ thì ắt sẽ thành công. Chẳng có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió, nhất là con đường tu luyện. Mọi việc mới bắt đầu đều sẽ khó khăn, chỉ sợ lòng không bền. Nhất kiếm nhất hắc liên, một biến thành 2. Ầm ầm ầm. Một biến thành 2. Keng keng keng. Thời gian tiếp đó, Dương Bách Xuyên giống như một kẻ điên, luyện tập quên thời gian, quên tất cả mọi thứ, trong đầu trong mắt hắn chỉ có kiếm quyết hắc liên. Luyện đi luyện lại nhiều lần. Sau khi chân khí trong cơ thể cạn kiệt, hắn sẽ ngồi xuống để bổ sung chân khí, đợi chân khí tràn đầy, Dương Bách Xuyên lại đứng dậy luyện tập kiếm quyết hắc liên. Cứ tu luyện từng ngày, chớp mắt đã tròn 3 năm. Trong thời gian 3 năm, Dương Bách Xuyên đã phá hủy xung quanh thác nước, từ mấy chục thước đến 30 dặm. Dương Bách Xuyên có một tinh thần chiến đấu mà thần cản giết thần, tiêu diệt lũ ma quỷ, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không nhận ra, khi tu luyện kiếm quyết hắc liên, bản thân đã tự chủ luyện ra chiến ý. Bởi vì nơi này tiếp nối với địa hạt đại hoang, là biên giới giữa Châu Tây Sơn và địa hạt đại hoang, Dương Bách Xuyên đã ở nơi đây năm để tu luyện kiếm quyết hắc liên, thu hút tới không ít yêu thú ở biên giới địa hạt. Sau đó, bọn chúng đều lần lượt trở thành oan hồn dưới kiếm của Dương Bách Xuyên. 3 năm tu luyện không biết mệt mỏi, không đếm kể tới thời gian, trong phạm vi 100 dặm, đừng nói là yêu thú, ngay cả chim chóc cũng không hề có dấu tích. Lúc đầu, còn có một số yêu thú nghe thấy âm thanh rồi theo tới, kết quả sau khi vài yêu thú cường đại bị Dương Bách Xuyên giết chết thì không một con nào dám tới đây tìm chết nữa. May mà tất cả đều là yêu thú mà không phải là yêu tu, cũng không phiền phức lắm. 3 năm nay, mặc dù Dương Bách Xuyên vẫn chưa luyện thành kiếm quyết thi triển ra 2 hắc liên, nhưng hắn đã tu luyện thành thục tới cảnh giới kiếm người hợp nhất, đây cũng xem như là thu hoạch lớn. Mới bắt đầu còn vội vã, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Dương Bách Xuyên đã tu luyện 3 năm. Vào một hôm, Dương Bách Xuyên lại vung kiếm. Ầm ầm ầm. Sau khi vung kiếm, đỉnh núi cách đó mấy chục mét đã sụp đổ. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thu kiếm lại, hắn huýt một tiếng dài đầy vui vẻ. 3 năm tu luyện, cuối cùng hắn cũng chật vật đi được bước đầu đầy khó khăn, lần này một kiếm của hắn đã thi triển được 2 hắc liên. 3 năm luyện một kiếm khiến thiên địa kinh sợ. Đây chính là đánh giá của Dương Bách Xuyên dành cho kiếm quyết hắc liên, lúc trước khi luyện nhất kiếm nhất hắc liên, diện tích bị phá hủy là 12 mét, nhưng hiện tại sau khi một kiếm đánh ra được 2 hắc liên, uy lực của nó đủ để hủy đi phạm vi 50 mét, sức mạnh tăng lên không chỉ gấp bội. Cuối cùng thì một chiêu kiếm quyết hắc liên của hắn cũng luyện được thành 2 hắc liên, sau khi đạt được kiếm kỹ nhất kiếm xong hắc liên, Dương Bách Xuyên huýt một tiếng dài rồi khôi phục lại trạng thái bình thường. Tính toán thời gian mới biết đã qua 3 năm rồi. Lúc này, trong lòng hắn đã bắt đầu sốt ruột. Có phải cha hắn đã xuất quan đi mất rồi? Nhưng nghĩ lại, hẳn là không phải vậy, nếu như phụ thân Dương Quốc Trung xuất quan, lúc đó Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ sẽ thông báo cho hắn, chuyện này hắn đã dặn bọn họ từ lâu. 3 năm qua, hắn cũng không biết núi Giao Chỉ có xảy ra chuyện gì không, xây dựng vân môn như thế nào rồi. Sư công Dương Vấn Thiên đã khôi phục được truyền tống trận chưa? 3 năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Quả nhiên là tu chân không ngày tháng. Chấm chấm chấm. Sau khi trở về núi Giao Trì, từ xa hắn đã nhìn thấy sự thay đổi của toàn bộ ngọn núi, trên đỉnh núi có cung điện, mây mù uốn lượn trông nhất đẹp mắt, giống như bồng lai tiên cảnh. Trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn lập tức bay về phía núi Gia Trì. Bụp. Giây sau, niềm vui của Dương Bách Xuyên đã tắt ngúm. Hình như,
hắn đụng vào một bức tường vô hình, cơ thể bị một lực lượng cường đại đánh bay ngược ra ngoài, toàn thân giống như bị kim châm chích. A à, trận pháp! Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra khí tức trận pháp. Hắn vừa mới va chạm với trận pháp. Dương Bách Xuyên thả linh thức, toàn bộ khu cấm phía nam đã bị trận pháp bao phủ. Hắn còn chưa kiểm tra xong linh thức 9 vạn dặm của mình, chỉ biết chắc là Mạnh Trường Thanh đã xuất quan, liên thủ với Dương Vấn Thiên để bố trí ra trận pháp đại diễn. Nói cách khác, Mạnh Trường Thanh đã đạt cùng một cấp bậc tu vi và cảnh giới, hiện tại Mạnh Trường Thanh cũng là cảnh phân thần, Vân Môn xuất hiện cường giả cảnh giới phân thần đầu tiên. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên lại xúc động. Cảm nhận được kết giới trận pháp vô hình ở trước mắt, Dương Bách Xuyên hận không thể đi xem thử luôn bây giờ, nhưng lại bị kết giới hất văng ra ngoài. Trong lòng khẽ động, hắn vận công chân khí trên nắm tay, Dương Bách Xuyên muốn thử xem, uy lực của trận pháp được tới đâu. Ngay lập tức, hắn vung trích tinh thủ đánh qua. Dương Bách Xuyên sợ hết hồn, hắn bị ánh sáng bạc này đánh trúng, cơ thể lại bay lộn ngược ra ngoài. Trong tiếng nổ chói tai, cơ thể bị bay ra ngoài 30 mét, phát ra một tiếng nặng nề. Trong lòng toát cả mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn nhanh chóng triệu hồi Nhật Nguyệt Càn Khôn giáp ra, một đòn công kích này của trận pháp không chừng sẽ khiến hắn hộc máu. Hiện tại, hắn khẳng định là Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đã liên thủ bày trận, đại trận vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Kẻ nào dám tự tiện xông vào Vân Môn ta? Một tiếng gầm giận dữ truyền tới. Dương Bách Xuyên thấy một đệ tử bay từ xa tới. A à, là môn chủ. Tên đệ tử kia giật mình, trong tay đánh ta một pháp quyết, tay còn lại thì lấy ra một khối lệnh bài trận pháp, chiếu rọi xuống kết giới vô hình, trong nháy mắt, một cánh cửa năng lượng màu trắng đục đã xuất hiện. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tên đệ tử kia phi thân lên vội vàng bay về phía hắn. Đệ tử bái kiến môn chủ, người không sao chứ? Khụ khụ không sao. Gương mặt của Dương Bách Xuyên đỏ lên. Hắn bị kết giới trận pháp của nhà mình tấn công, sau đó lại bị đệ tử môn hạ nhìn thấy sáng vẻ chật vật này, cảm thấy vô cùng mất mặt. Sau khi đứng dậy ho khan, hắn làm bộ bình tĩnh nói, trong môn có chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm môn chủ, Vân Môn chúng ta quả đúng là đã xảy ra chuyện lớn. Đệ tử tên Vân Phi nói. Dương Bách Xuyên giật mình, xảy ra chuyện gì? Vân Phi biết 3 năm trước Dương Bách Xuyên đã tuyên bố bế quan, vì vậy không rõ nội tình của Vân Môn trong 3 năm qua, biết Dương Bách Xuyên hiểu sai ý, hắn vội vàng giải thích, môn chủ hiểu nhầm rồi, tất cả đều là chuyện tốt, không có chuyện gì xấu. Dương Bách Xuyên thở một hơi nhẹ nhõm, hắn cười mắng, tiểu tử thối, người nói rõ xem nào. Chỉ cần không phải điều xấu là được. Môn chủ, ta mang người vào trong, đại trận thủ hộ Vân Môn của chúng ta quá mạnh. Nghe Mạnh trưởng lão nói, cho dù là cảnh giới phân thần đại viên mãn tới đây cũng chưa chắc có thể phá vỡ được kết giới trận pháp. À đúng rồi, chuyện đầu tiên là trận pháp đại diễn sinh hoàn thành, bao trọn 10 vạn dặm, nói cách khác là toàn bộ khu cấm phía nam đều được bao bọc ở bên trong, sau này địa bàn hoạt động của Vân Môn chúng ta lại rộng hơn rồi. Chuyện thứ hai là Mạnh trưởng lão đã lập được nhiều chiến công lớn, sau khi xuất quan vào nửa năm trước đã đạt tới tu vi phân thần sơ kỳ. Chuyện thứ ba là các phu nhân của ngài đều đã chạm tới Nguyên Anh, còn tỉ muội nhà Lục hộ pháp là cảnh giới xuất khiếu, trong đệ tử Vân Môn cũng có hơn 100 người đạt thành tựu Nguyên Anh, thực lực toàn Vân Môn chúng ta tăng mạnh. Chuyện thứ tư là lão tiền bối Dương Vấn Thiên đã khôi phục xong đại trận truyền thống, cũng đã được khảo nghiệm rồi, hoàn toàn có thể thông tới các nơi của Sơn Hải giới. Chuyện thứ năm là việc xây dựng Vân Môn cơ bản đã được hoàn thành. Sau khi Vân Phi dùng lệnh bài để mở trận pháp, cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng bước chân được vào địa bàn của mình, cảm giác buồn bực, hắn luôn nghĩ đến chuyện mình bị chặn ngoài cửa. Lúc trước, hắn bị bảo an của Vân Kỳ chặn lại, bây giờ thì lại bị trận pháp ngăn cản. Nhưng mà tâm tình vẫn rất tốt, Vân Phi nói ra năm sự kiện, đối với Vân Môn lúc này thì quả thật đây đều là chuyện tốt. Dương Bách Xuyên xem trọng nhất là đại trận truyền tống kia, sau này đây không đơn giản là đường lui của đệ tử mà còn là nguồn thu cho Vân Môn. Trước kia vùng cấm phía nam vốn dĩ là đại trận truyền tống của Vương quốc Mạo Hiểu, nói đúng ra là các địa hạt và địa hạt Đại Sơn, Đại Lục đến Châu Tây Sơn đều phải đi qua đại trận truyền tống ở khu cấm phía nam.
Cái này cũng giống như làm đường sắt cao tốc, muốn sử dụng địa trận truyền tống thì phải nộp một lượng linh thạch nhất định, nếu không thì sẽ không có cửa. Có thể tưởng tượng, trong kế hoạch của hắn trong tương lai, xung quanh đại trận truyền tống trận sẽ xây dựng một thành trì thuộc về Vân Môn. Đến khi đó, có đại trận truyền tống này, việc tu luyện của đệ tử Vân Môn sẽ không còn thiếu tài nguyên linh thạch nữa. Nghĩ đến thôi là đã sung sướng rồi. Chấm chấm chấm. Quay về Vân Môn, quả nhiên là tu vi của Mạnh Trường Thanh đã đạt tới cảnh giới phân thần. Lão và Dương Vấn Thiên liên thủ bố trí trận pháp được 3 ngày, một đại trận pháp không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, hai người họ đã hao tổn nửa năm mới có thể xong. Về phần đại trận truyền tống của Dương Vấn Thiên thì càng mất nhiều thời gian hơn, vừa hoàn thành vào tháng trước. Dương Bách Xuyên bày bỏ lòng biết ơn với sư công Dương Vấn Thiên, sau đó chúc mừng Mạnh Trường Thanh đã đột phá tu vi. Toàn bộ Vân Môn ngày càng phồn vinh, tất cả mọi người đều đang tu luyện, người đột phá tu vi cũng ngày càng nhiều. Sau đó, Dương Vấn Thiên đã giao toàn bộ mắt trận cho Dương Bách Xuyên, vật để khống chế mắt trận, đây là một món được luyện chế từ pháp khí mắt trận, lúc nào cũng có thể mang theo bên mình, không ảnh hưởng tới vận hành trận pháp. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên vô cùng cảm thán, không hổ là trận ma. Đương nhiên, Dương Vấn Thiên còn giao cho Dương Bách Xuyên cả đại trận truyền tống. Thời gian trước cũng xem như là hoàn thành. Mấy ngày sau, Dương Bách Xuyên ở cạnh vợ và con cái, đợi phụ thân xuất quan, hắn cũng chuẩn bị để tới cấm địa Nghiêm Gia. Có điều, vào ngày thứ năm, Dương Vấn Thiên phải trở về Dương Gia, là một đồ đệ, theo lý thì Dương Quốc Trung phải ra tiễn sư phụ. Thế nên, Dương Bách Xuyên đến nơi cha mình bế quan, chuẩn bị xem thử, dù sao thì cha hắn cũng không phải là bế tử quan, vẫn có thể gọi ông được. Dương Vấn Thiên nói, ta đi với ngươi, vừa vặn giao cho hắn một ít trận pháp. Sư phụ đi thăm đệ tử, ngoài mặt thì không ổn lắm, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như vậy không tồn tại ở một người thoải mái như Dương Vấn Thiên. Mạnh Trường Thanh cũng đi theo, ba người họ cũng tới chỗ Dương Quốc Trung bế quan. Gặp qua chủ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.